Ma bà danh tô ấn thô đà quy thi na chỉ ta quá mù ninh đô tăng tê đà xa phà quá tụ tê gia mạng gà la ni đúng gà ha đinh thi phu cha gù đánh thả hẳn thăng Brahma thì xua thì tì minh thì ba cá vị tha năng nhẹ na gà đê na quà chỉ ta quá mù ăn tê pa qua tu tê cha giá măng gà la ni ê ta bị bua thật gia cha măng gà ăn tha gà tha dụ qua cha nô đi na đi nê sa ra tê măng đi hình tòa na nê ca quy quy tha ni chu bánh đa qua ni mong khăn su khăn a thi ga mê dạ na ô xa bánh nhô. Itipiso agawa dana parami sampanno itipiso agawa dana upaparami sampanno itipiso agawa dana paramanthaparami sampanno itipiso Phagawasi la parami sampanno itipiso Phagawasi la upaparami sampanno itipiso Phagawasi la paramantha parami sampanno itipiso Phagawanang khamma parami sampanno itipiso Phagawasi nán khâm ma u pa pa ra mi sam pan no i ti pi so pha ga wa nán khâm ma pa ra man tha pa ra mi sam pan no i ti pi so pha ga wa ban nha pa ra mi sam pan no i ti pi so pha ga wa ban nha pa pa ri sam pan no i ti pi so pha ga wa bạn nhà paraman tha parami sampanno iti so pagawa viriya parami sampanno iti piso pagawa viriya upaparami sampanno iti piso pagawa viriya paraman tha parami sampanno iti piso pagawa khanh ti pa ra mi sam pa no i ti pi so pha ga wa khanh ti u pa pa ra mi sam pa no i ti pi so pha ga wa khanh ti pa ra man tha pa ra mi sam pa no i ti pi so pha ga wa san cha pa ra mi sam pa no i ti pi so pha ga wa san cha upaparami sampanno itipiso phagawa san cha paramanthaparami sampanno itipiso phagawa athinthanaparami sampanno itipiso phagawa athinthana upaparami sampanno itipiso Phagawa tinh tha na paraman tha parami sampanno iti piso Phagawa men ta parami sampanno iti piso Phagawa men ta upa parami sampanno iti piso Phagawa men ta paraman tha parami sampanno iti piso Phagawa ubankha parami sampanno iti piso Phagawa ubankha upa parami sampanno iti piso Phagawa
Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Và con xin kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguy Như xin quý vị cùng với Nguy Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. À. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Samma Sambuddha Sakmo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sanakmo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa Brahmacharo ca thi bát tì sát hầm bát tì cá tành chá lì ảnh thi quá rằng á già chát thác sành tì thá sắc tắp bá chát khá trà tí cà đề xề tú thầm mằng á nú cầm bí mằng bá chằng sắc thầm má phề rình quý nhá dành chát cà dằn suốt tành chá bành thằng á phí thầm má trầm mằng à cô tá dành tổ chá tú sắc chá đành đằng bắp bồ thá nề về bá rí xà giá mắt chề phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản phật nhậm lời như ngẳng dĩ hơi quyết lòng mở đào dạy đời nhắm vườn lộc giả ngày giờ trời trơn săn thuyết pháp độ các hàng đệ tử năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn long cả tam giới thừa ơn phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân kết tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp noi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri hoàn toàn. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Dạ, con một lần nữa xin kính đảnh lễ ngài Liễu Tông. Con xin một lần nữa kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, Nguyên Như xin nhường mic lại cho cô Nhật Quỳnh để cô điều khiển chương trình học cho ngày hôm nay ạ. À. Dạ sa thú kính cảm ơn Nguyên Như. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Cho Nhật Bình xin một tín hiệu ạ. À. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ cảm ơn Như Quang, cảm ơn Phạm Vượt, cảm ơn Trần Đạo. Cho Nhật Bình biết được tín hiệu và cảm ơn Giang Nhất Hà. Nam mô Bụt Thà Giá, sa thú lành thai. Nhật Bình xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Nguyên Như đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Và bây giờ thì con cũng xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tông từ bi hoan hỷ đăng đàn để ngài thử mít ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Tát Sa Pha Qua Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa Nam mô Tát Sa Pha Qua Qua Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa Nam mô Tát Sa Pha Qua Qua Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa Nam mô Bụt Thà Giá kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư cận sinh nam cận sinh nữ trong đạo tràng hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ sa thú lành thai, dạ con nghe âm thanh của ngài rất là rõ.
Dạ đạo tràng, có nghe âm thanh ngài Liễu Tông có rõ có tốt không ạ? Cho xin một tín hiệu cho để cho mà ngài yên tâm để ngài trả lời những câu hỏi của quý vị ạ. Dạ con thấy trong đạo tràng dạ đã nghe âm thanh của ngài tốt rồi. Dạ Nam Mô Bích Thai dạ. Dạ bây giờ Nhật Quỳnh thấy Huynh Minh Tâm vào đạo tràng rất là sớm. Huynh Minh Tâm có thể làm thị giả cho ngài không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Dạ kính mời Huynh Minh Tâm ha. Dạ trước hết con kính đảnh lễ và vẫn ăn sức khỏe sư Liễu Tông. À, không biết mùa này ở bên Cali chắc là nó nóng lắm. Dạ. Lúc trước con nhớ chùa cô sư nó không có máy lạnh cho nên rất là nóng. Dạ kính chào quý Phật tử. Dạ ta để vào đề tài con mở màn để cho nó xôm xôm chút. Dạ thưa sư, con rảnh rảnh cũng lên YouTube xem về những vị sơn tăng. Dạ sơn tăng là những vị mà sống ở ở trong rừng đó thưa sư. Dạ thì có luôn cả người ngoại quốc, tức là những người ở phương Tây và da trắng. Dạ thì cũng vào rừng ở rồi mỗi sáng là đi khất thực từ trong rừng và đi ra và vào rừng cất những cái cốc cái chòi rất là cực. Dạ và vì quý ngài trong rừng cho nên cũng phải tự làm nha, tự làm tức là coi như tự biên tự diễn và sống rất là kham khổ. Và con thấy ở Mỹ này thì chùa thì gọi là bao la, ở Việt Nam thì con không nói thì mình nói Mỹ thôi, gọi quý ngài là da trắng mà. Chùa Mỹ này thì bao la, nghĩa là coi như có nhiều chùa là chỉ có một vị thôi, nguyên cái chùa khổng lồ luôn. À, thì ở đây con suy tư ở cái chỗ rằng là trong giáo pháp của Đức Phật á thưa sư, là nếu mà mình tu ở trong rừng á thì cái mức độ tinh tấn nó cao hơn, nó chứng đắc nhanh hơn hay không thưa sư, hay là coi như mình tu ở ngoài đời nó cũng vẫn nhanh hơn. Dạ tức là ý của con nói là cái cấp bậc đó sư. Dạ ví dụ giống như trong võ thuật thì những cái võ đường nó khác mà những cái quân trường nó khác vân vân. Dạ thành thử ra mỗi cái nơi nó đào tạo ra cái người đó võ thuật nó khác nhau. Dạ thì con thỉnh sư giảng dạy ở cái điểm này. Nam Mô Bồ Tát. Dạ kính bạch chư tôn hay dạ kính thưa chư quý vị, cái chuyện mà chứng đắc hay là giác ngộ gì đó là nó tùy theo cái ba la mật của cái vị đó. Nhưng mà thường thường đa số chúng sanh thì bà đâu vui đó, thành ra Đức Phật cũng khuyến cáo cho học trò của ngài là khu nhà quan ngôi rừng vắng gì đó, vào những cái nơi mà mình có khả năng mình không có khả năng thực sự để đóng mấy cái cửa thì mình vô đó, những cái chỗ đó nó giúp cho mình. Thật sự vô rừng thì chỉ còn có một hai cái lỗ nó có thể nó phát sanh như lỗ tai hoặc là lỗ ý thôi, còn mấy cái kia thì lâu lâu mới có anh lần cho mấy, thành ra tu tập nó cũng dễ. Nhưng mà thật sự ra đó là cái kiểu mà tu đó là chỉ có vào ở các nước theo Phật giáo truyền thống hoặc ở cái xứ mà nó không quá nóng cũng không quá lạnh thì mới ở trong rừng nó mới dễ. Chứ còn giống như mình giờ thì vậy nào ở mà các nước Bắc Âu rồi này kia một cái mùa này mà còn đỡ cho tới cái mùa kia mà thôi, chứ không sưng phổi thì cũng teo mấy cái cơ phận khác là đủ chết rồi. Thành ra thường người ta không có ấy. Còn cái bình Thái thì cái truyền thống Lâm Tăng mà nổi tiếng là truyền thống của ngài Chân Sa đó. Ngài Chân Sa ngài có hai cái chùa ở Trăng Hoạt, cái tỉnh Ubon đó. Cái chùa thứ nhất là ngài với chư Tăng Thái ở, gọi là Quát Nõn Bà Phung. Còn cái chỗ mà dành cho chư Tăng ngoại quốc không á, gọi là Quát Bà Na Na Chát. Na Na là nhiều quốc gia đó, cha thị quốc gia đó. Na ấy thì hai cái chỗ đó, cái chỗ nào nó khoảng 400-500 mẫu, ngài để thiên nhiên vậy đó, cũng có suối có cây có đồ đó để cho tập
mình sư tập cái hành sống ở rừng, sống ở rừng, vô đó mình sống thật sự vô đó sống giống như ở rừng á, sợ ma thì cũng không dám, nhưng mà rồi thì cũng so với cái việc mà không hiểu giáo pháp thì cũng không có nhanh dân là mấy cái vị mà ở ngoài thành phố ha. Đó là tùy theo ba là mặt một thứ hai đó, những cái nơi đó nó có những cái vị giảng sư hay thiền sư mà thứ thiệt là dễ, cho cùng mình vô rừng mà mình không có học chưa tới nơi tới chốn mà cái nghe người ta nói tu trong rừng mới ngon mới này, còn lâm tăng mới là dễ chứng đắc này kia, mình vô rừng mà ở trước sau thì mình cũng tụt xe đông à, nó không phải dễ, nó không bệnh thân thì nó cũng bệnh tâm, sợ bao nhiêu chuyện chứ không phải dễ giống như mình tưởng à. Thành ra cái đó phải tùy, thành ra thường thường đó là cái chùa mà khó khó nó cho mình tu xong rồi trước khi mà nó cho mình nó thả lỏng mình á, nó bắt phải học đúng theo luật á, là năm học cái gì cái gì à. Giới tỳ kheo, giới tỳ kheo ni rồi ông sư đó người thuộc hết rồi, biết cách làm này ấy để trong trường hợp mà mình có thể phạm giới này kia, mà giới nặng này hay giới nhẹ thì mình biết đường mình làm cho mình trong sạch được, chứ còn nếu không mà chưa có rành hết mà vô ở vài bữa đó thì không phải này cũng phạm giới nọ, nên nó rất là nguy hiểm chứ không phải dễ ha. Thành ra cái chuyện chứng đắc là do cái tiền nghiệp của mình, phần lớn là do tiền nghiệp của mình, cái thứ hai là cái cộng đồng mà mình đang ở đó. Bởi vì cái mà cái trong cái bài kinh mà Sẵn Kỳ Tỳ Sô Tạ đó mà có ngài Sở Địa Bồ Tát ngài dạy đó cho biết đó, thì có nó, muốn chứng sơ quả đó, nó có bốn pháp bốn chi đó, thường là gọi là sổ ta bạch tỳ văn khá, sổ ta tức là sơ bậc sơ quả đó, ăn khá tức là chi, thì thứ nhất là sập bụ lý sẵn sẽ vô, tức phải gặp bậc thiện trí bậc chân nhân chứ thứ thiệt chứ không phải vậy. Cái thứ hai là sập thâm mát xạ quá năng, là nghe pháp từ cái vị đó. Cái thứ ba là vô ni sổ manasika rá, tức là nghĩa là mình phải có quan sát, phải hiểu rõ những cái lời cái để có thể thành được. Cái thứ tư là thâm ma nú thâm má bà tì bạch tì, tức là hành theo từng từ pháp. Mình đã nói bốn cái chi đó là mình thấy nếu mình ở trong rừng không thì rất là khó, chứ không phải là dễ đâu, ngoài trừ những cái gì mà có nhiều kinh nghiệm hay là được cái gì thầy hay gì thường sư mới có khả năng ở một mình được thì mới có khả năng vô rừng được mà thôi. Nam mô Bụt Thầy vậy. Dạ sa thú và kính tri ân sư Liễu Công. Dạ một câu hỏi nó ngược trở lại cái câu hồi nãy, dạ, thưa sư, thí dụ như ở Việt Nam, dạ thì một số nhiều chứ con không có nói hết, dạ một số nhiều chư tăng Việt Nam thời này thì Việt Nam nó khá giả, cho nên vật thực thì nó dư giả, dạ, cho nên hầu như dạ, chư tăng ở Việt Nam nếu mà số phần đông là mình dòm coi như cứ đi trai tăng rồi lễ lộc quanh năm, tức là coi như tháng giêng tháng tư tháng bảy tháng mười rồi tết nhất rồi trung thu rồi tùm lum á, tao là coi như là lễ hội quanh năm, và lễ hội quanh năm như vậy thì mình nói về cái mức độ mà vui vẻ đó thưa sư, tức là không có cảm thấy buồn đó, bởi vì lễ hội lúc nào cũng vui vẻ, thì như vậy thì cái sự tiến triển như vậy thì nó có giúp cho chư tăng tu nhanh hơn hay là nó có kéo cho chư tăng tuột lại hay không thưa sư? Dạ thì đây là một cái điểm mà tại con nhìn con so sánh giữa hai người tu và cũng y áo giống nhau, một người thì mỗi sáng đi khất thực đi chân không lội rừng núi xa xôi quá để kiếm một bữa ăn mà bữa có bữa không, rồi một bên thì coi như là phủ phê, dạ con dùng từ phủ phê thì con đã thấy nhiều là nó rất là nhiều đồ ăn. Thì như vậy thì thỉnh sư giảng dạy về cái việc mà nếu mình có nhiều Phật tử cung phụng quá đó, thì cái đường tu mình nó có bình thường hay là có tăng hay là có giảm không vậy con thỉnh sư? Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, nghe là trong có tất cả là chín, như chúng tôi nhớ 10 pháp trở ngại trong cái việc mà cho một cái vị hành giả đó
Là trong đó là cái việc mà gọi là cha tỳ sư bà tỳ sấm phô, bà tỳ phô khá đó, tức là những người xung quanh thân thuộc họ bạn bè thân tích hay là những cái vị hậu độ tính nam tính nữ gì ông sùm á, những cái đó là cái trở ngại lớn cho cái sự hành đạo của ông sư chứ không phải là dễ. Vì đừng có tưởng mình có phước mình được nhiều cái ấy, được nhiều người hộ độ này kia ông sùm, là cái đó là cái trở ngại rất là lớn đó, tài vật cũng là cái trở ngại. Quý vị nào rảnh thì lật trong thanh tình đạo đó coi, hoặc ngày tại siêu ngày dạy tới khi nào tới nhớ nghe rõ kỹ cái phần đó đó, nó không phải là dễ đâu quý vị. Nghĩa là nội cái chuyện nhận bao thơ đó, đúng theo luật của Đức Phật đó là đã phải rồi thì đừng có nói hành thiết vậy đó. Những cái đường thiền khó ở bên Thái mà chúng tôi qua đường thiền trong rừng đó, vô là nó hỏi có bao nhiêu, nghĩa là trà tụ bạch bạch trị giá đó, mình nói là mình có mang theo, vậy là nó bắt mình phải xả liền, xả mà không phải xả rồi cất mai mốt nó trả lại không có đâu, nó xả mình làm cái nghi thức xả xong rồi nó đưa cho cái anh thì giả đó đem ra ngoài đốt liền, để chứng để cho mình không còn dính mắc vào cái tình tài đó, chứ không phải dễ đâu. Đó. Muốn biết chắc trước sau gì nó cũng ấy, thường thường ở quen bên Thái đó biết là khi nào muốn nguyện vô rừng để mình tu tập tháng hai tháng đó là đi tại không, vì chỉ có bình bát mà thôi, đi ô đó đi xin có dạng nấy rồi, chứ không có từng nói tà tụ bạch chai bạch chết diễn về tịnh tài cái gì, nó cũng không cho mang vô, bắt phải xả, mà xả dục thiệt á, chứ không phải là xả để mai mốt hết khóa tiền đó mà trả lại cho mình về. Nó khó khăn vậy chứ không phải dễ đâu quý vị. Hình này nó có cho 10 điều đó, gọi là 10 kịch tùy theo cái chỗ, hình như là trong sách của cái vị nào dịch là quái niệm gì đó, chúng tôi nghe loáng thoáng chúng tôi không rõ, nhưng mà đó là trở ngại hoặc là những cái sự lôi kéo đó, nó có 10 chuyện vậy đó. Ngay cả cái không biết tại sao dịch cái chữ đó chúng tôi không rõ, chúng tôi có, tại vì thật sự ra chúng tôi cũng xin thưa với quý vị, nhiều khi quý vị hỏi những cái chữ gì chúng tôi không có biết, tại vì chúng tôi không có ít có đọc cái bộ tâm tạng của Việt Nam á, tại chúng tôi đọc của Thái hoặc nhờ quý cha xem của Miến Điện thôi, chứ cái chữ Việt của tôi là nó dỗm dữ lắm, nhiều khi đọc nó tào lao rồi nó không có đọc. Lâu lâu có người tới chùa hỏi ba năm bà câu, hỏi mấy cái chữ đó chúng tôi cũng không biết là gì nữa, nó khổ vậy đó. Nhưng nó có rất nhiều cái chuyện vậy đó, thành ra cái sự mà trở ngại đó, cái sự trở ngại ấy như vậy đó. Ngay trong thanh tịnh đạo cũng giải thích là mình ở cái chỗ gần con đường lớn quá cũng không nên, mà mình ở căn nhà mới sơn cũng không nên, bởi cái mùi đó nó cũng làm cho mình khó chịu, hay là nó làm cho mình dính mắt, không chứ không phải là đâu phải dễ đâu. Thành ra cái chuyện mà mình chùa cao rồi chức lớn rồi đi đâu cũng có người tiền hô hậu ủng đó, Quỳnh hỏi có ngã có té gì không, là ngã té không, từng không ngã nhưng mà tuột thì có, tức là tuột xà rông á, thành ra cái đó nguy hiểm cho cái đời phạm hạnh chứ không có lợi gì hết. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú, dạ, kính riêng sư Liễu Tông, dạ, hôm nay thắc mắc hơi nhiều, làm luôn câu nữa đi, cho nó xâm tụ quý vị chuẩn bị nha, quý vị nào chuẩn bị để lên hỏi. Dạ, thứ sẵn con hỏi tiếp nữa là, đối với nãy giờ con hỏi vấn đề chư Tăng và đối với hàng Phật tử của chúng con thì có những nơi thì chư Tăng rất là khốn khổ, dạ, mình nói cái buổi mà cái chuyện mà Phật tử Việt Nam mình hay nói về dân y đó, tức là nhiều chùa ở miền Tây á, thì không có con ma nào làm thí chủ, là nghèo quá đi, hoặc là dân y rất là đơn giản, nhà rất là đơn sơ nghèo, rồi ở Sài Gòn á, thì ta nói thôi xếp hàng gom tiền bỏ ngân quỹ xếp hàng tỷ tỷ không, tức là nói chuyện bạc tỷ không. Thì ở đây con không nói lễ dân y, con chỉ hỏi là người Phật tử của chúng con khi mà hộ độ đó
Thì đối với những cái ngôi chùa mà mình thấy nó khang trang, nó dư giả, nó gọi là xe hơi máy lạnh rồi, cái nó có đủ hết rồi thưa sư, thì mình có cần khoan để cúng dường ở những nơi đó, mà chúng ta về những cái nơi nào mà chưa còn thiếu ăn thiếu mặc mình cúng dường, nó có nên gì hay không, hay là những nơi mà người ta nói chùa thiên, tức là cái chùa đó linh thiêng, nhà nó to lớn, nó nhiều người cúng thì nó linh hơn, thì vậy mình tới đó mình cúng thì cái phước mình nó mới lớn. Còn mình đến cái chùa mà nó như cái, gọi là mái nhà tranh đó, thì nhiều khi cái phước nó không có, nhiều người họ nghĩ như vậy, cho nên họ cứ kéo đến những cái chùa mà càng lớn thì họ càng cúng. Thì thỉnh sư giảng dạy điểm này để người Phật tử chúng con biết cái cách để mà hộ độ chư tăng à. Dạ con thỉnh sư. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Cái phước mà nhiều đó là người cho, là người nhận có giới. Thành ra nếu mình lựa được thì nên lựa cái chỗ nào mà chư tăng chỗ đó giới hạnh trang nghiêm, học hành đàng hoàng, tức là người tu đó, tức là giới phải giữ, định phải hành, tuệ phải tu. Chứ người tu mà không có giữ giới, dùng cái danh từ mà tùy duyên phá giới đó, thì đừng bao giờ mà tới đó mà làm bước đó. Bởi vì làm bước đó là không có phước. Có phước cũng rất ít, nhiều khi nó thành vô hiệu nghiệp không chừng. Đó là phần mình thì mình phải giữ cái tâm trong sạch, cái tác ý cũng trong sạch, thì mình tới những cái nơi mà mình có thể lựa chọn được. Còn nếu mình tới cái nơi không lựa chọn được mà mình ở gần cái chỗ chùa đó, nó có thể nó giàu đi nữa, nhưng mà mình dân cúng thì dân cúng theo cái đúng theo luật của Đức Phật cho phép, là trong những cái gì mà liên quan tới cái điều kiện sống con sư, tức là chỗ ở rồi vật thực thuốc men với quy áo đó. Nếu thấy ông nào cũng y tốt thì khỏi dân y khác thuốc men. Nếu ông nào ông ấy cũng khỏe mạnh hết trơn á thì cũng không cần cái dân thuốc men. Coi cái chùa đó không có chỗ nào mà cần phải sửa cầu không nghẹt không gì đó thì cũng khỏi dân cái đó ha. Rồi còn bây giờ còn cái gì nữa ha? Thì chỉ còn vật thực thì phải đợi buổi sáng ha. Buổi sáng đem vật thực vô dân ổng mà thôi, vậy thôi là có phước. Chứ còn nếu mình nghĩ cái chùa đó linh, chùa nào không có chùa nào linh hết đó, người ta đồn nhau thôi chứ không có chùa nào linh đó. Chùa nào mà quý vị vô trong chùa đó mà thấy ông sư mà mười mấy bộ y cất trong tủ rồi là biết cái chùa đó không có linh ở đó. Đức Phật không có cho cái đó, niệm đức Phật không có cho phép. Thành ra cái gì mà quan trọng nhất là cái giới hạnh của ông sư đó, của bà sư đó, thì chúng tôi khuyên hoài mà có thể quý vị không có thích làm thôi. Nghe lên nhà ông Google đánh cái chữ giới tỳ kheo, giới tỳ kheo ni, giới tỳ kheo nguyên thủy, giới tỳ kheo bất truyền đó. Đó là sách coi tướng mấy ông sư, mấy bà sư đó, coi xong để vô dòng nào lén lén như dòng dòng nó coi tướng ông này cỡ nào, có đúng trong nhưng mà được trong kinh điển hay không. Còn nếu mà khói rồi cái vài bữa nó quý vị hối hận về cái việc thiện của quý vị. Tại vì quý vị dân cho đã rồi, ông có dự độ, ông không biết làm gì, thế ông đem bán người ta ra là lúc đó là nhảy nhõm. Mà này là có nhiều chuyện lắm, phàm phu lúc nào cũng thể xảy ra được những cái chuyện mà mình không ngờ tới. Thành ra mình làm cái gì thì mình cũng nắm vững một số vấn đề, những số điều kiện để khi mình làm mình không có hối hận gì sao. Chứ đa số đi làm cái tam tư hay cái tứ tư trong việc làm đó thì chúng ta làm không có trọn vẹn. Trước khi làm thì hăng hái, trong khi làm thì cũng hăng hái, chút sau khi làm đó tiếc cái của mình cho ông chừng. Bởi nghe ai nói rồi cái ông mà nãy ổng nhận đồ của ông đó, ông đó dỗm dữ lắm rồi này kia ông dùng ha, thành ra là ngoài teo liền. Thành ra mình phải suy nghĩ trước khi làm, suy nghĩ trong khi làm và sao nghĩ sau khi làm đó, để cho cái phước nó mới tăng trưởng theo cái thiện pháp mà mình đã làm. Chứ còn nếu không thì có thể là cái thiện pháp đó nó rất ít năng lực, và đôi khi là nó thành vô hiệu nghiệp không chừng. Nam mô Bích Thầy á. Dạ sa thú và dạ, con kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ sau đây con kính mời quý Phật tử hoan hỷ giơ tay nêu những câu hỏi của mình, nếu quý vị có thể, hoặc quý vị có thể
Test chat nghĩa là đánh máy rồi boss lên, hơi mỏi tay. Dạ. Câu hỏi của quý vị, Minh Tâm sẽ cố gắng đọc. Rồi có hai chọn lựa. Xin mời quý vị quan nghĩ tham gia. Dạ, chúng ta tham gia. Bởi vì ngày hôm nay là ngày đặc biệt, quý vị thấy ông Minh Tâm hỏi chuyện là bên Thái Lan mà cũng hỏi được nữa. Tức là không sao cả, quý vị hỏi chuyện ở đâu cũng được cả. Cứ tùy duyên, sư sẽ quan hỷ trả lời cho quý vị. Bây giờ người nào mạnh dạng xung phong ạ? Rồi, không ai xung phong hết. Dạ thôi, để con hỏi một câu nữa. Dung Lai có hỏi là cho con hỏi Sankhara là gì thưa sư? Dạ con thỉnh sư Lửa Tông. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, Sankhara là cái gì mà nó có thể nó lôi kéo hoặc nó chi phối cái khác được, hoặc là nó có được nó nhờ cái điều kiện khác, nó vừa là điều kiện cho người cho cái khác mà vừa được cái khác cho cái điều kiện của nó. Nó thường trong kinh điển làm dịch là chữ hành đó, nhưng mà khi mình dịch là chữ hành thì mình phải cẩn thận, chứ nhiều khi mỗi cái chỗ cái nghĩa nó khác nhau. Chẳng hạn như Avijja Paccaya Sankhara đó, thì chữ hành chỗ đó chỉ là nghiệp, tức là tâm sở tư mà thôi đó. Còn Sabbe Sankhara Anicca đó, thì cái chỗ đó thường trong kinh điển dịch là pháp hữu vi, chứ không dịch hành được nữa. Nếu mình dịch các hành vô thường là mình dễ hiểu lầm các pháp hữu vi vô thường đó. Nên là tùy theo, nó có 4-5 chỗ vậy đó. Chỉ Sankhara có 4-5, mỗi chỗ nó có cái nghĩa khác mà cái chi pháp cũng khác nhau. Thường thường là mình dịch hay nghe nói là hành là vậy, là cái chữ này mà mổ cái thầy ra. Dạ, sa thú và kính trân sư Lữ Tông. Dạ, xin mời Dung Lai tiếp tục đặt câu hỏi. Dạ, xin mời quý vị đặt câu hỏi ạ. Trong khi chờ đợi, Minh Tâm xin có câu hỏi. Dạ, thưa sư, ở hải ngoại này thì do lẽ người Việt buồn, cho nên những cái nhà thờ và chùa thì tổ chức ca nhạc. Thì nó là cái chuyện cũng lâu rồi, nhà con bị mấy chục năm con cũng thấy nhiều lắm rồi. Nhưng bây giờ thì cái này Việt Kiều ca sĩ về trong nước hơi đông, thì đã lan truyền tới trong nước, và bây giờ thì trong nước cũng bắt đầu lại lễ lọc thì kèm theo ca nhạc, rồi cũng mướn những ca sĩ rồi nổi tiếng về, tức là làm những đại nhạc hội rất là vui. Thì ở đây con không muốn nói đến chuyện chùa chiền, mà con chỉ muốn hỏi rằng là đối với người Phật tử như chúng con thì có nên và tham gia vào những cái chương trình đó hay không, thưa sư? Tức là thì giống như sư biết rồi, thì mình ngồi mình coi đông, năm tới ông khoái ông mướn nhiều ca sĩ nổi tiếng nữa, tức là Phật tử càng đông đó, thì năm sau ông chủ trì ông sẽ chơi lớn hơn. Bởi vì mỗi ca sĩ nó khác nhau, có nhiều ca sĩ giá nó gấp đôi gấp ba ca sĩ khác. Thì đây con kính thỉnh sư giảng dạy về phần Phật tử chúng con thôi. Và còn chư tăng thì thôi con không có tính, và con chỉ hỏi sư Phật tử chúng con nên làm gì. Và kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, thật sự ra đó, cái người tập tu đó tức là vô chùa đó, tại sao phải xin thọ tam quy với bát giới? Mà nếu mình vô mình ngày đó mình vô chùa mình thọ cái đó rồi đó, thì mình lúc đó là bát giới, đúng là bát giới thiệt, nhưng bát giới họ trừ. Quỳnh Minh Đồng có biết bát giới họ trừ lại không? Nói cái chuyện ở trong chùa là cái nơi thanh tịnh, chùa nào mà làm những cái đó thì đáng lẽ mình cũng không nên ủng hộ nó, chứ đừng nói không có đi hay không mướn cả chỉ không mướn vậy đó. Bởi vì mình nó lỡ bữa đó mình thọ tam quy với tam giới mình cũng bất tiện,
Mà cái chùa nào mà đa số bây giờ các chùa vậy đó, chúng tôi nói thì nhiều khi họ không có thích cái chúng tôi, nhưng mà chúng tôi nói để cho quý vị biết những ngày nào mà nghe người ta tổ chức lễ hội không có nên tới đó để ngồi thưởng thức mấy cái đó. Bởi vì khi mình thưởng thức vậy đó, cái tâm mình là ác pháp nhiều hơn là thiện pháp, có thể là không có thiện pháp nữa, cái ý nghiệp của mình mà ác pháp nhiều gì. Một ngày mà quý vị rảnh đó, thay vì quý vị đi coi đi cái đó, là quý vị tới cái nơi nào mà tương đối mà thanh tịnh chút đó, xin thọ tam quy bát giới hay ngũ giới cũng được, rồi xin một trong những cái đề mục cái thiền ấy, rồi ông sư cũng dạy sơ sơ rồi để cho mình ngồi mình hành cái đó, phước báo nó còn nhiều hơn gấp mấy lần mình ngồi cả buổi để mình nghe những cái điều tào lao. Cái gì thấy không? Vì mình hiểu gì đó, có những cái là mình phải không nên. Dù rằng là ở trong chùa cũng vậy đó, bởi vì đa số bây giờ họ cần cái đó để gì? Được bao thơ nó dễ hơn. Chùa lớn thì cần nhiều bao thơ. Còn nếu mà chùa nhỏ thì cũng cần bao thơ như thường để đi chơi đó. Thấy không? Thấy hồi xưa đó không phải nói chưa? Ông sư mà muốn kiếm được cái vé mà để đi hành hương Ấn Độ khó lắm. Còn bây giờ thấy đi như ăn cơm bữa, quý vị thấy không? Nói đi được gì? Phí tiền. Tiền nó để làm việc khác. Trong khi đó bên cạnh đó quý vị nào về Việt Nam rảnh rảnh đi xuống vùng 4 đây, có nhiều vị sư. Nghĩa là y áo theo đều muốn rách hết à. Nhưng mà tại vì người ta lo tu, người ta không có giống như một số cái chỗ khác nha. Thành ra lâu để người ta kiếm phước. Bởi vì cái hành động của mình, cái thiện pháp mình đó, được phước lợi ích kiếp này rồi hỡi kiếp sau. Nhưng mà vô nghe nhạc chỉ có cái vui tai lúc đó thôi, nhưng mà kiếp sau chưa chắc đã được đi lên đâu. Thành ra đừng có thắc mắc gì đó. Thành ra làm cái gì mình cũng nên làm đó, đúng theo điều của Đức Phật dạy. Chứ không phải, chứ không mình làm những cái điều mà không nên đó thì không tốt. Ngay cả đó, tổ tiên của mình ngày xưa đó là những người có đạo đức, thành nó mới có cái chữ sướng ca vô loại là như vậy nha. Nhưng mà bây giờ xã hội nó càng ngày nó càng suy đồi, nó thấy cái đó giống như là một cái món ăn để cho mình không đi xuống bốn con đường, bốn cái ngôi nhà cũ mình vậy đó. Thành đối với muốn đi coi gì thì đi mấy cái chỗ đại hội ngoài đó làm đi, còn trong chùa tổ chức quý vị không nên ủng hộ mấy cái gì đó, cái đó chuyện đó chuyện không đúng. Nam mô Bích Thầy. Dạ. Dạ sa thú sa thú sa thú. Dạ con kính tri ân sư. Dạ hình như là có một cái câu của cô Dung Lai hỏi tiếp, không biết có phải hay không. Đây cô Nhật Quỳnh. Dạ. Thưa sư, vậy các tập khi xấu có gọi là sankhara không ạ? Dạ con xin phép hỏi tiếp câu này, là nó đúng cái ý của cô Dung Lai. Dạ con kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tòa mèn. Dạ kính thưa chư quý vị, cái câu mà với cha bạch cha gia sẵn khả ra đó, cái chữ sẵn khả ra chỗ đó đó là tâm sở tư. Tâm sở tư nếu nó ở trong 12 tâm bất thiện thì nó gọi là nghiệp xấu, nghiệp ác. Còn nếu mà cái tâm sở tư mà nó ở trong các con thiện đó, thì cái đó mới là nghiệp tốt. Khi mà mình làm mình phải cẩn thận ngay do đó, chứ không phải lúc nào mà không nghĩ là nó mình nghĩ đúng hết á, không có đúng đâu ha. Cái chữ sẵn ra chỗ đó đó, quý vị nghe nói là pháp hành đó, gọi là nếu mà tâm sở tư mà nó ở trong 12 tâm bất thiện đó, đó gọi là phi phúc hành. Đó. Còn nếu mà nó ở trong tâm thiện dục giới với tâm thiện sắc giới thì nó gọi là phúc hành. Còn nếu nó ở trong cái tâm thiện xưa vô sắc thì gọi là bất động hành. Thành ra khi mà mình cái sẵn ra của mình nó vẫn có xấu có tốt trong đó như thường, chứ không phải là không. Thành ra nên cẩn thận. Nam mô Bích Thầy. Dạ.
Dạ, con kính tri ân sư Liễu Tông, và dạ, con kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe sư Thanh Tâm vừa quan lâm vào đạo tràng. Và dạ, con xin đọc câu hỏi của Giang Nhật Hạ. Dạ thưa sư, tại sao có sự chênh lệch 207 điều luật nguyên thủy và khoảng 240 mấy điều luật bên Phật giáo phát triển vậy? Chấm hỏi. Và dạ, con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bố Thà gia kính bạch tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Bên Bắc Triều thì khi mà họ lãnh cái bộ tam tạng của thời vào thời ông Trần Quang Trang đi thì lúc đó nó đã tùm lum rồi. Nên Bà La Môn nó vô nó phá nó thêm này thêm bớt, thành nó có thêm mấy cái giới khác khác nữa, thí dụ như ăn chay rồi này kim sùng nó còn nó mới nhiều. Vào thời Đức Phật đó thì cái giới ông sư tụng là 220 giới. Còn bảy cái điều kia tức là bảy cái chế định để giải quyết cái những cái việc phạm giới hay là những cái sự mà xảy ra trong chư tăng mà không có ấy, đó là cái tóm tắt nhất của trong trong điều giáo luật của ông sư mà thôi. Nhưng mà nếu mà tính thêm đồ mà có thể phạm được này kia ông sùm nó lên cả tỷ dù chứ không có ít ha. Hình như cái đó là trong Thanh Tịnh Đạo cũng có đề cập biết bữa trước thì ngài đã siêu dạy trong phần giới có nói cái đó chưa, thì nó nhiều lắm. Rồi bây giờ hỏi cái giới Đức Phật mà chế định cho chư tăng bao nhiêu đếm không nổi. Tại sao này có những cái xảy ra mà trong thời Đức Phật không thể không có, nhưng mà trước khi ngài Niết Bàn ngài có đã có cho gọi là chào tụ Mahā Bà Đê Xà đó, tức là có nhiều chỗ dịch khác nhau, nhưng chúng tôi dịch là bốn điều canh cãi, thì hai điều cho phép hai điều không cho phép. Như thế nào, điều nào Như Lai chưa chế định mà điều đó phù hợp vào cái điều đã chế định thì y theo điều đã chế định, điều đó ngược lại cái điều nghĩa là không chế định đó đó mà đi ngược lại với cái điều kia thì cũng phải tính là đi theo đi ngược lại. Còn cái điều nào mà Như Lai cho phép thì cũng phải vậy, cho phép phù hợp với cái điều đã cho phép thì cái điều đã được cho phép, mà cho phép cái mới nó xuất hiện đó nó phù hợp với cái điều đã cấm thì cái điều mới vẫn cấm như thường. Ví dụ như vào thời Đức Phật đó làm gì mà có cái vụ hút ấy đó, hút chất trắng đó, thì bây giờ mình muốn biết cái đó là như thế nào thì cái đó là loại chất sai thì nó cấm chất sai thì cái điều đó vẫn cấm như thường, chứ không phải nói là ôi thời Đức Phật không có rồi thì tôi không có cần giữ, cái đó không phải. Thành ra nếu mà dựa vào bốn cái điều canh cãi Đức Phật cho phép khi mà ngài sắp Niết Bàn đó thì không biết bao nhiêu điều mà nói, chứ không phải nói chứ mà có nhiều đó, bởi vì con đường đó đường giữ giới vậy nó mới đi lên được, chứ còn nếu mình nghĩ 220 giới như vậy là ít quá là chắc là còn có nhiều điều mình có thể làm được. Thật sự là giới của ông sư nó giữ đúng mức là không có nhúng nhích đâu được hết đâu quý vị. Nam mô Bố Thà gia. Dạ sa thu dạ kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ nãy giờ không biết có sót qua câu hỏi nào của quý vị hay không ạ. Nếu có sót qua câu nào quý vị có thể copy rồi mình post cho lại, dạ, giúp qua giúp lại nha. Dạ kính chào chú Kinh, vừa đến với đạo tràng, không biết chú Kinh hôm nay khỏe không. Con thấy Bariyati thưa sư, ngày nay chư tăng có còn giữ đúng truyền thống an cư mùa mưa như lúc Phật còn tại thế không thưa sư? Chấm hỏi. Và dạ, con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bố Thà gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vì sư tăng thể thì vẫn giữ đúng chưa, ngoại trừ một số nhỏ thì họ không giữ thôi chứ đa số giữ đúng đó. Chúng tôi ở đây thì giữ phải đúng mà phải giữ theo lịch của Ấn Độ đàng hoàng chứ không phải là lịch theo của mấy anh chạch. Đa số nhiều chị không có để ý cái đó, cái thì dựa vào ngày lịch của chạch là không được. Nhưng chúng tôi ở đây hành tại vì cái lúc mà ra nguyện ra hạ đó là phải nguyện ở trên cái chùa cái điện ở đây,
đây có chùa thiện thì một chư tăng nào mà không có ở chùa làm thiện họ đều mời lên đó, thì chúng tôi thường thường lên đó để làm việc. Chư tăng khắp nơi tụ về để làm lễ rồi hạ đó, mình có khả năng mình sám hối với đa số chư tăng này kia nó bảo đảm. Còn hai ông sư mà ở chùa hay là một đám chung ở chùa đó, nhiều cái sự sám hối nó có thể nó không thể trong sạch được, là tại vì có những cái lỗi phạm giống nhau, lỗi phạm khác nhau thì sám hối nhau được, mà lỗi phạm giống nhau thì không có được, lỗi phạm giống nhau thì không được. Thành ra cơ quan có gì vậy đó thì nó chưa tăng ngày mà thiển giữ đúng như là như thường, đúng, và thường thường là họ cũng không có đi đâu hết á, thì ngoài trừ một số cái vị mà cái thích coi chuyện gì cứ nói là cho đi. Bởi vì quý vị nên nhớ ra cái chuyện mà đi trong hạ đó nó nhiều khê chứ nó không dễ giống như mình nghĩ. Đi trong hạ chỉ đi được y mật sinh si mà thôi. Còn giống như chúng tôi quen cái vị gọi là Bà Rí Dách Tị này nè, rồi chúng tôi trong hạ này muốn đi chơi nó thôi giờ ông tới ngày nào đó ông mời tôi đi mấy ngày rồi trong hạ thì ông mời tôi có sẵn là mời đi, đi như vậy vẫn đức hạ như thường, chỉ có y mật sinh si có 5-6 điều mà thôi chứ không có nhiều, 5-6 điều liên quan tới chư tăng có gì sẽ cần giải quyết, liên quan tới cha mẹ cần được giúp đỡ, liên quan tới bạn đồng hòa mạnh mà hắn muốn tụ xe đông mình đi khuyên can thì được. Nhưng mà khi trước khi đi đó đều phải nguyện sẽ về sớm nhất có thể về được, tức là nguyện về trong ngày, trừ khi không được thì mới kéo dài 1-2 ngày nữa, chứ không phải đi được lúc nào cũng được 7 ngày, đó là chuyện sai lầm, không có cho như vậy. Thành ra bao giờ cũng vậy ha, chứ tăng vẫn giữ cho tới cái đó, mà giữ cho tới khi nào mà tăng tướng mất hết thì mới thôi, còn tăng tướng vẫn còn làm, vẫn còn giữ như thường. Nam mô Bích Thời Giá. Dạ sa thú sa thú, dạ kính tri ân sư Liễu Tông, dạ con kính đảnh lễ và bổn mang sức khỏe sư Pháp Quang, sư Pháp Trang, và hai sư này có lót chữ Pháp hết trơn. Dạ sau đây con thấy có câu hỏi của Dung Lai một. Thưa sư, khi nhìn ra các tâm sở xấu khởi sanh như vậy đã có chánh kiến chưa ạ? Dạ con kính thỉnh sư Liễu Tông. Mỗi hai giá kính bạc chờ tôn là kính thưa chị quý vị, nhìn ra nhìn lúc nào bữa nay có cái tâm xấu nó ác pháp nó phát sanh ngầm ơi mới nhìn ra. Cái đó muốn hỏi câu này cho chắc ăn, bữa nào thì gặp thiền sư nào đi hành thiền với họ rồi hỏi, cho hỏi với cái câu không có thể có câu trả lời chính xác được. Có cái gì hỏi kinh mới sinh ra kìa. Nó mô thầy giá nó nói thấy ngay vậy đó, nói vậy là không có đúng rồi, làm thế nào để thấy ngay. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ sa thú sa thú, dạ kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ sau đây kính thỉnh chư tăng, dạ có chư tăng vào room này, dạ kính thỉnh chư tăng có những cái thắc gì đó về pháp học, dạ thỉnh chư tăng đặt câu hỏi để chúng con học ké. Dạ kính mong quý Phật tử quan nghỉ giơ tay lên nêu những thắc mắc của mình rồi quý vị, dạ giơ tay lên hỏi thẳng thì nó diễn đạt được cái câu hỏi nó hay hơn. Chứ như Minh Tâm mà kêu mà ngồi đánh máy mà để hỏi này chắc thôi diễn đạt cái ý nó không hết nha, tại vì văn của mình nó quá dở đi. nó khổ lắm, mình đâu phải lên nói à, hỏi vậy mà nhiều khi còn chưa chuẩn nữa. Dạ kính đảnh lễ và bán an sức khỏe sư Nguyên Thông. Dạ hôm nay chư tăng quan lâm rất là đông, sa thú sa thú, không biết sư Nguyên Thông giờ khỏe không. Dạ sư Nguyên Thông có gì thắc mắc không ạ? À? Dạ sư Nguyên Thông thì tuổi đời cao, kinh nghiệm nhiều. Dạ kính thỉnh sư Nguyên Thông lên đặt sư Nguyên Thông. Dạ hôm nay ngày Phật pháp vấn đáp của sư Liễu Tông. Rồi sau đây còn thấy Thanh 19 có hỏi thưa sư, vị sư có thể
xin nhập hạ ở chùa khác và ở nước ngoài không? Dạ chắc là không chứ không phải là khổng nè. Dạ con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bụt Thà, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, nhà sư nhập hạ ở đâu cũng được, với điều kiện là phải đợi đúng ngày đúng giờ, để ở chùa nào cũng được, ở nước nào cũng được. Ví dụ giờ mình có quen ông sư Mỹ nào, ông qua ông qua Hoằng Pháp ở South Africa gì đó, rồi ông có mời mình tới đó để nhập hạ trong vòng 3 tháng thì đi được không sao hết, những thiền niệm lực pháp ở chùa đó nó cho phép thôi. Cái đó thì không sao, có thể nhập hạ ở đâu cũng được, nhưng mà đúng từ ngày vô cho tới ngày ra đúng như cái theo lịch của Ấn Độ đàng hoàng. Chứ thật sự là ở ngoài mấy nước như nước Mỹ là đồng ý là nó không có nó không có đúng mùa giống như bên các nước Á Châu là tới mùa nhập hạ là mùa mưa, thành là gọi là an cư mùa mưa. Nhưng mà mình nói dịch theo tiếng Bali quá hạ là cái dịch hạ rồi biết gọi nhập hạ, chứ thật sự là an cư mùa mưa chứ không phải an cư mùa hạ vậy đó. An cư chỗ nào cũng được, nhớ là ngày nguyện là nguyện đúng ngày, tới ngày ra phải ra đúng ngày. Dầu rằng nguyện nhập hạ tiền hạ cũng như là hậu hạ cũng được. Để mình đi tới cái chỗ nào mà mình trễ đó thì nhập hạ rằm, cái rằm tháng hạ đó, thường tính theo lịch tạo thì thường tháng 6, rằm tháng 6 đó thì mình đi, nếu mà trễ thì mình nhập hạ rằm tháng 7 cũng được. Nhưng cái gì nhập hạ rằm tháng 7 thì không nhận được, không được hưởng được những cái điều lợi lộc của quý vị mà hạ cho đúng cái hạ đó trước. Đó là như vậy đó, thành ra không sao, nhập ở đâu cũng được, không có gì phải lo ngại chuyện đó hết. Nam mô Bụt Thà. Sa thú và kính tri ân sư Liễu Tông, và xin mời quý chư tăng và mời quý vị quan nghỉ nêu lên những thắc mắc của mình ạ. Chúng ta tranh thủ thời gian để được nhiều sự lợi lạc. Thưa sư, nãy sư có đúng điều, có những điều gì mà nó cần thay đổi mà hợp theo luật thì Đức Phật cho thay đổi. Để đây ý con hỏi, thí dụ chư tăng mà ở Bắc Âu, tức là dùng nó lạnh, thí dụ hoặc là Alaska, thí dụ mà có như vậy, Alaska thì nó lạnh quá, thì mình có nên nhập hạ vào 3 tháng mùa đông không chứ? Vì 3 tháng mùa đông thì nó đi đứng nó khó, mùa đông ở trên đó tiết nó ghê hồn lắm. Dạ, con mới nảy ra cái ý thôi. Dạ, thì mình có thể làm như vậy được hay không? Tức là coi như mình nhập hạ vào 3 tháng mùa đông, cũng đúng 3 tháng tu tập. Dạ, thì như vậy nó có được phép hay không thưa sư, hay là chỉ có một số cái nhỏ thôi thưa sư? Nam mô Bụt Thà, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, nhập hạ là phải đúng. Còn bây giờ tới mùa đông mình muốn nhập được cũng được, nhưng mà không gọi là nhập hạ được. Bởi vì khi nhập hạ ra hạ rồi nó có những cái chuyện giống như lễ dân y hay lễ này lễ nọ, rồi nó có bao nhiêu chuyện. Chứ còn mình lên đó tới ngày đó ra hạ rồi còn có người lễ dân y nữa. Cái chuyện đó có bộ không yên rồi đó. Nghĩa là tại vì hồi xưa đó là cái vấn đề nhập hạ làm ở cái vùng đó thì được chế định theo cái đó. Thành ra mình cứ bây giờ thì mình vẫn giữ theo cái đó. Chứ mình không ấy được, ví dụ như ông sư Thái ông ở đó thì ông thấy dường ông qua nhập hạ thì ông qua nhập hạ cũng đúng cái tháng, đâu phải giống như cái điều kiện bên sư Thái được, phải không? Hôm qua thí dụ ông sư Mãn Sư Nam qua Mỹ này thì phải mà theo cái điều kiện của mấy ông sư, nhưng mà nó đùng trúng ngày trúng giờ bên Mỹ thì ông Mãn Sư bên Mỹ cũng phải làm vậy thôi. Đó, mình giữ cái đó, chứ còn ví dụ như bên đây đâu có mưa gió gì đâu. Mà còn ở bên Ấn Độ hồi xưa hoặc là ở mấy cái xứ Á Châu giờ ông sư nó mà nói chứ mưa gió kiểu đó rồi phải đi này đi nọ rồi kia,
nó nhiều chuyện, nó nhiều khê dữ lắm mà ra. Thường thường cái mùa mưa là người ta phải an cư đấy, có thời giờ ta học hỏi nhiều, nó sẵn dịp rồi khỏi phải đi ta làm này làm nọ cho nó mệt rồi học hỏi rồi này kia, nó nhiều chuyện vậy đó. Là người ta phải phải đúng giờ, không 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 thể nói mình lựa vào cái mùa rồi cái mình muốn làm gì làm cũng có được. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ sao thú và kính trên sư Liễu Tông. Dạ xin mời quý vị quan hỷ nêu ra những thắc mắc của mình ạ. Dạ hồi nãy giờ như trong room không có ai mạnh dạn cầm mic ha. Ai mạnh dạn giơ tay là câu hỏi quý vị. Dạ, quý vị giơ tay lên đặt câu hỏi đi. Nó hay hơn. Dạ. Lâu quá không gặp sư Nguyên Thông, không biết sư Nguyên Thông có thắc mắc gì không ạ? À? À, sư Nguyên Thông có nghe không ạ? À? À, lúc trước sư Nguyên Thông cũng thích nêu ra những câu hỏi đó, lúc này chắc chưa ít hỏi rồi, ít hỏi rồi, rất là xa thú. Yeah, nếu có gì thắc mắc thỉnh sư Nguyên Thông quan hỷ giơ tay lên. Yeah. Thứ nhất cho Phật tử của room này biết sư Nguyên Thông cũng khỏe, yeah, lâu rồi cũng thấy không có thấy sư giáng lâm. À, xin mời quý vị ạ. Hồi nãy giờ không biết Minh Tâm có bỏ sót qua câu hỏi của ai, mong quý vị hỷ xả vui vẻ post lại nha. À, giúp qua giúp lại nhiều khi Minh Tâm không có thấy. Dạ yeah, thấy bàn tay cô Nhật Quỳnh, dạ mời cô Nhật Quỳnh lên ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ dạ một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn Phạm Vương. Cảm ơn Ngài Minh Tâm, cảm ơn chị Meta cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Và sa thủ kính cảm ơn Minh Minh Tâm đã làm thị giá cho Ngài. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, nhà Quỳnh Kinh có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Dạ, Nhật Bình hỏi một câu để Quỳnh có thời gian chuẩn bị, cũng như trong đạo tràng có chuẩn bị. Dạ, cảm ơn dừng lại hả? Dạ phải như vậy không? Dạ dạ con bạch ngài, lúc nãy con nghe Huynh Minh Tâm hỏi và ngài đã trả lời. À có câu hỏi của Thanh rồi con xin đọc ạ. Thưa sư, nếu vị sư đang nhập hạ chứ đâu phải ngậm hạ phải không Thanh? À, đang hạ phải không, thì có thể lên bao thoát để nói pháp hay giảng pháp không? Ngậm hạ hả hay là nhập hạ? Dạ Nhật Quỳnh nghĩ là nhập hạ, mà ở trên câu thì chắc là ngậm hạ rồi. Nhậm hạ, dạ vậy là có thể là đánh chữ cái máy nó bị nhầm phải không? Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Giá dạ con xin đọc lại ạ. Thưa sư, nếu vị sư đang nhập hạ thì có thể lên bao thoát để nói pháp hay giảng pháp không? Nam Mô Bụt Thầy. Giá dạ con kính nhân minh đến ngài ạ. Mô với nhà gia kinh bạch chư tôn hiện giả kính thưa chư, thì cũng giống như dưới đất nhà sư được mời tới chỗ nào đó để lên pháp tọa để thuyết pháp giảng pháp, thì lên bồ tát cũng giống như lên pháp tọa thôi chứ có ai đâu. Nếu lên bồ tát mình để ca hát đó này kia không thường thì không lên tôi chứ, mình lên đó chứ không lẽ chúng tôi có chương trình ví dụ vào ngày thứ bảy như vậy mà tới chân nhập hạ thôi bỏ rung trống đâu có được. À, thì cũng giống thuyết pháp thường ở nơi thường ở trên chùa hay là ở chùa khác nó mời mình cũng giống vậy thôi, không có gì hết đó. Mình không có làm gì sai đó, bởi vì nhập hạ là cái mà để giúp cho chư tăng cái nơi ăn, nghĩa là thành để tu tập trong vòng 3 tháng. Thứ nhất, thứ hai đó là vào cái mùa đó thì bên Ấn Độ hồi xưa đó mưa người đi rồi nghe dẫm này côn trùng đồ này kia bao nhiêu chuyện khác nhau nữa, thành ra
mấy anh Bà Long Môn hay là mấy ông nhiều chuyện ông vô ông quát Đức Phật, thì Đức Phật mới thôi cùng thời gian mùa mưa thì chư tăng nên ở một chỗ kiếm chỗ tu học rồi này kia ông dùng, nhưng mà chỉ được đi trong vòng có chuyện emergency thôi, nhưng ví dụ như ở vẫn gần gần đó đó mà đi sao mình đi tao mời mình đi tới khóa mình đi mình về trước mặt trời mọc trong ngày hôm đó thì cũng đâu có gì phạm gì hay liên quan tới hại cái gì đâu, thì cũng giống như lên bo thoát vậy đó. Chứ còn bây giờ thì nhờ cái loại high tech này ra cũng đỡ. Ông sư ở ngồi ở ở một nơi mà có nhiều người ở năm châu cũng có thể nghe được, chứ hồi xưa muốn làm vậy đó phải tu cho đắc bát thiền luyện thần thông đúng không? Chứ còn bây giờ không cần thần thông vậy đó, chỉ cần tốn mấy chục trả tiền net là có thể là lên nói giống như là ngồi đây nói mà Huynh Minh Tâm ở sư ở biển này đọc bờ biển này mà nói Huynh Minh Tâm bờ biển nghe được thấy khỏe phải không? Chứ nếu không có những điện như vậy đó, Huynh Minh Tâm từ bên đó muốn được nghe pháp của sư Lưu Tông phải tốn mấy ngàn chứ không phải giỡn đâu, đi về đó không mua tài giá. Dạ, kính thưa sư phụ, cho con hỏi một câu. Kính thưa sư phụ, Đức Phật giảng dạy rằng mình nên làm tất cả những việc thiện, là bởi vì việc thiện mình làm suốt đời, suốt kiếp, chục kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp cũng không bao giờ đủ. Vậy kính thưa sư phụ, vậy mình khi mà làm việc thiện đó, mình có cần phải nguyện, thí dụ mình nguyện để kiếp sau mình đẹp trai, kiếp sau mình thông minh, kiếp sau mình học giỏi, hay là mình không có nguyện chữ ký làm việc thiện thôi? Bởi vì trong cái Đức Phật chỉ khuyên là khuyên làm việc thiện chứ không có khuyên là nguyện. Nhưng mà trong cái kinh sách đó, thì có những nhiều người mà được lên đẹp đẽ, được lên thế này thế nọ, thì kinh nói là bởi vì họ có những nguyện là như vậy. Thí dụ như ngài Công Đức Nhã, ngài Công Đức Nhã thì ngài nguyện là đắc A-la-hán trước nhất. Còn ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất thì muốn nguyện làm thượng thủ thanh văn. Thì kính thưa sư phụ, vậy với cái sự trí tuệ của sư phụ, sư phụ nên dạy con nên mỗi lần mà làm việc thiện, thí dụ như tu hành hay là ngồi thiền hay là cúng dường trai tăng, thì mình nên nguyện trong kiếp sau mình cái gì là theo cái ý sở ý mình, sở cầu của mình muốn, hay là mình chỉ làm việc thiện thôi? Con xin trao mai lại cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con chân thành tri ân chưa bị ra lắng nghe, con thỉnh mời sư phụ cầm mai. Nam mô Phật Thà Gia Kinh Bạch Chư Tàu Miền Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thứ nhất là nguyện đó, là để mình hướng dẫn cái việc làm của mình đó, nó có cơ hội để nó cho cái quả theo cái điều kiện mà mình hoạch định, nhưng mà không chắc lúc nào cũng vậy. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, nguyện là một trong những trong 10 pháp ba la mật, tức là Atithana Parami. Thành ra mình làm rồi mình nên nguyện, nhưng mà nguyện như thế nào? Cái nguyện đó cũng giống như hành động làm thiện của mình, nó có hai chuyện. Chuyện nhất gọi là thiện thiện thông thường, thiện pháp pháp thiện thường. Cái thứ hai là thiện pháp đưa tới bờ bên kia. Thành ra khi mà mình cho, mình bố thí mà mình không có nguyện, hoặc là mình nguyện cái kiểu luân hồi đó, tức là muốn được cái này cho tôi, được này trong kiếp sau này kiếp sau đó, thì cái lời nguyện đó chỉ là nguyện thiện pháp thông thường mà thôi. Bởi vì nó vẫn đưa mình luân hồi, có thể đi dời bốn đường ác đạo trở lại theo cái nghiệp cũ mình không chừng. Còn cái này mình nguyện là nguyện liền, nguyện để chấm dứt phiền não, hay là nguyện để ấy đó, tức là cái nguyện đó để đi ra. Thì cái nguyện đi ra đó mới gọi là bố thí ba la mật. Tại nên nếu mình không nguyện là mình không có cái bố thí, mình chỉ là pháp thông thường thôi. Nó thành là mình ra nguyện để mình hướng dẫn cái của mình. Thành ra khi mà nó có hai chuyện. Chuyện thứ nhất cho người khác, chuyện thứ hai cho mình. Mà thường nguyện cho người khác thì người ta có hai cách.
đối với người chết thì mình có cái danh từ gọi là hồi hướng, đối với người sống thì mình nói mình tùy hỷ, mình muốn người khác tùy hỷ phước báo của mình là mình nói, thì người ta sẽ xả thú hay gì đó là ta tùy hỷ phước báo với mình, đó là cái phương pháp thì cho người khác. Còn mình miệng cho mình đó là mình làm thế nào để được như cái quả như mình muốn vậy đó. Thì bây giờ tại sao mà chúng tôi khuyên quý vị là nên nguyện để được chấm dứt phiền não hay chấm dứt ác pháp ngũ ngầm? Bởi vì khi mà mình chấm dứt ác pháp ngũ ngầm, chấm dứt phiền não thì mà trong thời gian mình chưa được cái tới đó đó thì cái lộ nhân thiên là quả đương nhiên. Ví dụ như giờ Đại Đức Liên Thông muốn mua cái xe 10.000, bây giờ đi ra mua cái lottery để nguyện trúng 10.000, chưa chắc mua đủ xe, bởi giờ phải nở thế rồi này kiếm chồng nữa. Còn bây giờ mà mình mua lottery nguyện trúng 1 triệu, mà lỡ nó trúng 1 triệu thiệt thì cái 10.000 là quả đương nhiên, không cần có nguyện. Nguyện là nguyện cho nó tận cùng bằng số đi cho nó chắc ăn. Thành ra làm thiện pháp rồi nên nguyện, còn làm ác pháp rồi không cần nguyện. Bởi vì làm ác pháp rồi thì bốn đường ác đạo là nơi đi chứ không có đường nào đó. Nên có lẽ là trong room này chứ không biết cái gì nào có nghe cái người nào mà sát sanh xong rồi đứng chắp tay rồi này kia nguyện cho cái sự sát sanh của tôi rồi cho tôi đi địa ngục, không có. Sát sanh là tới giờ là dương dương ngoắc ngoắc rồi biểu vô chảo chứ khỏi có ngoại nguyện. Nam mô Bổn Sư á. Dạ kính thưa sư phụ, cho con hỏi thêm một câu hỏi nữa. Kính thưa sư phụ, về vấn đề thần thông đó sư phụ, khi mà chúng ta ngồi thiền Samatha và Vipassana thì có cái ích lợi của Samatha là đi đến Samadhi, còn Vipassana là để chứng sơ vị tam tiểu quả. Nhưng mà khi mà con đọc kinh, con thấy là những người thí dụ bà Upalavana và Kema thì họ chỉ tu chứ không thấy họ luyện, họ tu hành để luyện thần thông. Nhưng mà khi mà họ đắc thì lại đầy đủ là tam minh lục thông, rồi thần thông vĩ đại. Thí dụ như trong kinh nói là bà Kima và Upalavana thì có tài nghệ về trí tuệ như Upalavana, thì có thần thông tương đương với lại ngài Mokkalana, còn bà Kima thì có trí tuệ tương đương với Sariputta. Kính thưa sư phụ, vậy những cái thần đó là mình phải luyện để mà đạt được thần công thông đó qua 40 cái đề mục thiền đất nước gió lửa xanh trắng đỏ vàng và 32 thể trược để mà luyện thần thông, hay là mình chỉ tu hành làm những cái thiện pháp và chỉ nguyện giác ngộ thôi, không có cần nguyện thần thông, trong khi cái thần thông thì cũng là một cái khả năng để cho thể mình giúp mình để mình sống tránh khỏi được những cái khó khăn, và có thể là dùng cái khả năng thần thông để giáo hóa hay giáo huấn của những người mà mình có thể giúp đỡ trên con đường tu hành của mình. Kính thưa sư phụ, điều đó thì mình nên học một môn đặc biệt để có thần thông, hay là chỉ tu Samatha và Vipassana để được đắc đạo và đồng thời cũng có tự động có thần thông? Kính thưa sư phụ, xin sư phụ giảng dạy cho con điểm này. Và con xin chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mic. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, thần thông phát sanh có ba cách. Thứ nhất là Samapha Nu Yoga Bati Sattha Nhana, tức là cái này là phải hành thiền đúng mức, tức là tới bát thiền là luyện thần thông, luyện cái môn gì mình thích. Cái thứ hai u và bạch tỷ siệt thí nhà ná, tức là phát sanh do cái điều kiện mà mình được sanh ra đó. Ví dụ mình sanh ra ở những cái nơi mà cần phải có thần thông là mình có thể có được. Cái thứ ba gọi là mắt khá siệt thí nhà ná, tức là không có cần luyện thần thông, nhưng mà khi mà cái tâm đạo nó phát sanh thì có cái thần thông trong đó. Tại ra những cái vị mà giống như ngày mùa Mộc Khanh La Ná hay gì, hay là mấy cái ngày mà để nhất thần thông này kia là thuộc loại mắt khát sĩ tí nhà ná, tức là nguyện nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải mình nói không là nó sanh được.
Cũng phải nguyện thì nào nguyện, nguyện được cái đó chứ. Nguyện thì trong thời gian nguyện mình làm phước báo mà tới đó là mất cái xịt thí nhà ná, tức là đắc tứ thường thường là từ tứ thánh đạo, đắc tứ thánh đạo là mang theo cái khả năng biểu diễn thần thông trong đó. Còn cầu ba bạch tị nha ná thì nó có nhiều loại, cái loại thí dụ mình sanh cõi phạm thiên này kia ông chồng có, còn những cái loại nào nó phát sanh do nghiệp, thí dụ như cá ra nó sanh ra là nó lặn nước được, chứ còn nó phải đi vô cái trường người nhái để học lặn nó thì chết rồi, thấy không? Hay là chim nó sanh ra nó có cánh là nó bay, nếu mà sanh ra rồi đó phải vậy, nói mẹ nó chở tới đâu nó học bay đâu được, phải không? Đó là u bà bạch tị thì sĩ già ná, nó thành ra nó tùy theo cái loại mình nói, chứ còn mình không có là nguyện vậy đó. Mà trong thời gian mình là phàm phu rồi mình không có hành động là mình phải đi học thiền, thiền mà trong đó chỉ có 9 cái đề mục để có thể hành cái đó thiền được, nghĩa là đắc tới thiền rồi lên thiền vô sắc rồi mới luyện thần thông được, dựa vào 9 cái đề mục đó thôi, tức là cả sĩ ná đó, ngoại trừ cái đề mục hư không. Đó, là, cái đó là trong bữa thứ bảy mà đang vô nghe ngày tề siêu ngày dạy tới cái lúc đó thần thông thế nào mày cũng nói cho nghe đó. Chứ nó phải có điều kiện đó, chứ thường thường đa số là dựa vào cái là nguyện của mình, nguyện như thế nào, nó nguyện là sau này mình đắc đạo rồi có thần thông luôn này, thì cái đó gọi mất xịt thí nhà ná. Nam mô Bích Thầy nhé. Nam mô Bích Thầy nhá. Dạ, con thấy đại đức Nguyên Thông đã kính tri ân ngài rồi. Dạ, Nam mô Bích Thầy nhá. Lúc nãy con thấy có câu hỏi của Thanh, không biết Thanh nhưng N119 có còn ở trong đầu tràng không ạ? À? Quỳnh một tín hiệu ạ. Dạ, kính chào Ra Vi và đầu tràng. Dạ, cảm ơn Sĩ Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Thầy nhá. Dạ, rồi Nhật Quỳnh thấy có Thanh ở trong đầu tràng rồi. Nhật Quỳnh xin phát cái câu của Thanh 119. Thưa sư, ngày nay các chư tăng còn giữ đủ lục hòa không? Dạ, con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bích Thầy nhá. Nam mô Bích Thầy nhá. Kính bạch chư tôn hèn giả, kính thưa chư vị, vẫn còn giữ được hay sao không? Ở Việt Nam thì quý vị thấy giờ Thái Văn Điện và có những cái chùa cả 500-600 ông sư ở trong đó, mà nếu không có lục hòa thì tiêu. Ngoài trừ cái chùa nào đã ở Kiến Hòa thì chắc lục hòa thì chỉ có giữ được năm thôi. Bây giờ tới Kiến Hòa Đồng Giải thì ở dưới đó không, chỗ đâu mà họ là Kiến Hòa Đồng Khởi không à. Đó, chư tăng thì còn vẫn còn giữ được đúng. Chỉ một số cái điều kiện nào đó thì có thể có chuyện thôi, nhưng mà dựa vào đế lực thì khi mà có chuyện thì chư tăng sẽ hợp lại để làm những cái thí sầm thà ca la ná để giải quyết, thì vẫn giữ được như thường. Nam mô Bích Thầy dạ. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ, con đã thấy Thanh anh nợ một cuộc kính đã xa thú rồi. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời bàn tay quý vị và mời những câu chích chát ạ. Dạ, con chưa thấy câu hỏi, con xin hỏi một câu. Lúc nãy con nghe Quỳnh Minh Tâm hỏi ngài thì con có cái ý nghĩ như gì, xin ngài giải thích cho con. Dạ, thí dụ những cái vị mà thích vào rừng tu, có phải do tiền kiếp của những vị này đã từng ở trong rừng không mệt ngài, hay là nghe những cái sự việc hiện tại nói ở trong rừng tu tốt rồi này kia nọ thì vào rừng tu, và cái thích vào rừng có phải là do cái tiền nghiệp không mệt ngài? Và con kính nhân đến ngài. Nam mô Bích Thầy dạ. Nam mô Bích Thầy dạ. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, thật sự ra nếu mà nói tiền nghiệp có lẽ là nó không có
không có đúng hẳn cho lắm, bởi vì thật sự chúng ta ở đây nó phải nói chứ vào cái thời mà trái đất cũng 7-8 tỷ người thì chúng ta mới có ở thành phố rồi ấy, chứ còn thật sự là ngày xưa chúng ta cũng giống như ở cái dân gì là ở Amazon làm sao mà ở không ở rừng được. Nhưng mà cái thường thường những cái gì ở rừng là họ có cái hạnh nguyện ở trong đó, vậy nào cũng vậy đó, chứ đâu phải dễ. Ví dụ như nói thật sự là Thái thì nó có khoảng 300 ngàn sư, mà cái lâm tăng đó, tức là chúng sư tu mà thở ở cái hành trong rừng đó, không có bao nhiêu đó, 10 ngàn giống có nhiều, không có nhiều. Đa số thì cũng ở ngoài đó, bởi vì nó có nhiều chuyện đó. Thứ nhất là thứ hai đó, có những cái nước mà nó không có những cái vùng mà nó không có cho ông sư vô gần đó. Ví dụ như bây giờ đỡ cho hồi xưa Tam Giác Vàng đó, cái vùng hồi chúng tôi ở Miến Điện đó, chúng tôi đi lên đó rồi cái ông sư kia ông rủ đi, thì tới ở ba một cái quẹo Tam Giác Vàng, còn cái quẹo đi lên nữa là nói là đi qua China gì, cái thành phố nào ở biên giới China gì đó, nó không cho người quốc tới đâu. Tôi thấy là đuổi về, đuổi trở lại chứ đâu cho đi, tính đi chơi cho biết rồi đó, không cho đi. Chứ đâu phải dễ đâu, muốn rừng cũng phải dễ. Thái thì nó có những cái trường thiền ở trong rừng như vậy để cho mình vô thì sống rồi sống lâm tăng thôi, chứ còn ôm cái dù với đồ này kia ông sùng đi, nó thật sự đi chơi cho ấy, chứ bây giờ không có khả năng mà để sống lâu đâu. Hồi chúng tôi qua đây gặp con cái ông sư đó, ông cũng 90 mấy tuổi rồi, ông có kể hồi thời ổng hồi ổng mới tu đó, làm lâm tăng nó cũng khỏe, tại vì lúc đó đi ổng lội bộ từ cái chỗ ông ở đó, lên qua Miến Điện rồi qua Bangladesh rồi đi xuống chỗ Bồ Đề Đạo Tràng đó, ông nói ông đi về đó 4 năm đó mà không ai hỏi giấy tờ vậy đó. Bây giờ mình đi sức máy và tới đó là coi chừng á, nó cho mình đi chuyến tàu suốt liền là không có được đâu. Anh ra có lẽ cái hành nguyện của người ta, chứ còn nếu mà nói là tại tiền nghiệp thì chắc là không có đầy đủ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ sa thú con thành kính thành lễ tri ân ngài. Dạ Phạm Vượng ca Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy nhé. Dạ một lần nữa Nhật Bình kính mời quý vị mời những bàn tay và mời những câu chết chát ạ. Dạ Quỳnh Kinh nha, ngài Nhật Quỳnh xin hỏi một câu nữa rồi mời Quỳnh Kinh nha. Quỳnh Kinh, dạ trong đạo tràng không có vị nào hỏi, không có vị nào đưa tay, thì Nhật Quỳnh hỏi một câu để Quỳnh Kinh chuẩn bị. Nhật Quỳnh mời Quỳnh Kinh nha. Dạ bạch ngài, lúc nãy cũng do những cái câu hỏi của Quỳnh Minh Tâm và ngài trả lời thì cho con hỏi á, nếu một người Phật tử như con đi, dạ, như Phật tử con đi, ở Việt Nam đi, thì cũng có những cái ngôi chùa mình cũng thân cận hoặc có điều kiện, ví dụ như vợ con thân cận ở chùa Bổ Đức đi, thì con rất là thích trai tăng, dạ, con hoặc là quý sư có bệnh hoạn gì thì con cũng dân đi chữa bệnh, thì con có nên làm như vậy hay không, hay là con thấy ngôi chùa Bổ Đức là chư tăng là Phật tử người ta cúng dường nhiều quá rồi, thôi thì mình đi tìm về những nơi xa xôi hẻo lánh để mình cúng dường. Nhưng mà nếu mà mình để có cái cơ hội mà mình đi những nơi xa xôi hẻo lánh như vậy á, mình cúng dường, thì con nghĩ rằng cái thiện tâm mình nó không có được. Thì vậy ví dụ như con mà từ chỗ Biên Hòa đi mà đi về tới miền Tây, tại con lần sư Pháp Tính dắt chúng con đi dân y ở miền Tây, ở trong một cái vùng mà phải đi gần một ngày trời mới tới, tới là từ trưa mà đi tới, từ trưa mà ở Sài Gòn mà đi tới 11 giờ đêm mới tới cái chùa đó, thì làm sao mà có cơ hội để đi? Mà nếu mà con không có cơ hội đi thì những cái thiện pháp mà con định làm con sẽ ngưng trệ. Như vậy câu hỏi của con á, là mình có phải chờ có cái cơ hội để mình đi dùng xa hẻo lánh như vậy để mình cúng dường, hay là lúc nào mình thấy cái tâm mình hoan hỷ thì mình cúng dường? Con kính nhân bích đến ngài chỉ dạy cho con ạ. Đã một thai
Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự là mình làm hước mà mình lựa, mà lựa kiểu đó thì nó không có ấy. Chúng tôi cũng nói trên rung này nhiều lần, cái cách làm phước mà mình có thể mình làm phước mà phước nhiều nhất đó, tức là mình biết hoặc là mình có thể hỏi xem những cái vị nào mà đang đi học, học mà ở Thái, ở Miến Điện thôi, chứ còn học ở Ấn Độ chúng tôi không có recommend. Đó. Thì cần giúp đỡ thì nên giúp đỡ những cái vị đó. Chứ còn mà nếu mà nói giúp đồ hay giúp xây chùa rồi kia, chúng tôi không có recommend. Là tại vì lý do sao? Một vị sư học thành tài về có thể xây cái được vài ba cái ngôi chùa hoặc là nhiều cái chục ngôi chùa không chừng. Nhưng mà mình xây 10 cái ngôi chùa về sau này chưa chắc có người ở. À, nên mình làm cái gì làm đấy. Còn mình làm phước đó, mình làm mình theo tùy duyên. Ví dụ như mình ở gần cái chùa nào cũng được đó, nhưng mình không phải mình vô chùa mình cúng. Nếu mà được cái chùa đó mà được đi phép đi trị bệnh rồi này kia sùng, hay là mỗi ngày mình cứ không cần họ không đi trị đi trị bệnh khất thực cũng được, không sao. Mỗi ngày mình xin để bác một phần ăn gì đó, đó. Ví dụ canh hay gì không biết, mình biết sư chùa đó 4 năm ăn thì mình để một phần cho mình, không có dành nhiều, bởi vì mình nghĩ là mình không có nhiều khả năng thì mình theo cái khả năng của mình. Đó, về mình tới ấy hang. Thì vậy nó đỡ, chứ còn nếu mà mình không có làm vậy, thứ nhất là ở chùa, nhưng cái chùa ở Mỹ nó xa xôi, mà có những người gần thì không có. Tôi phải mai mốt tôi đi làm từ thiện ở những nơi ông nghèo hay ở Myanmar đồ này kia ông chồng. Trong khi ông sư đó nhiều khi không có Phật tử hộ độ thì ông phải tự túc, mà tự túc đôi khi cái giới ông, cái giới hạnh ông cũng không được trong sạch. Đó. Thành ra mình làm gì để mình giúp được người ta, chứ còn nếu mà mình nói phải chờ tới chỗ này kia, mình biết cái chùa đó nghèo đi nữa, nhưng mà 2 năm nữa mình phải xin thưa quý vị, ngày mai và kiếp sau chưa biết cái nào tới trước. Có thể kiếp sau tới trước, thì kiếp sau trước thì cái sự hy vọng của quý vị đi làm cái việc đó nó không thành. Đó. Giống như chúng tôi đang nói chuyện với quý vị đây, hỏi mời vài phút nữa còn nói chuyện tiếp tục hay không, cái đó chúng tôi không có bảo đảm, bởi vì ngày mai và kiếp sau chưa biết, không ai có thể tiên đoán được cái nào tới trước đó. Thành ra khi nó còn hơi thở anh cố gắng làm phước, phước đó mình chứ đừng có cho nó nhỏ, nhớ làm phước bao giờ nó cũng lớn hết chứ không có nhỏ. Còn hãy mình lựa chọn thì mình làm cho cái phước đó nó nhỏ đó. Thành ra Thái với Miến Điện tại sao mà dân họ nghèo thiệt, nhưng mà quý vị thấy đời sống của người ta, ngày nào có những cái vị rất già, ngày nào cũng ra đầu đường ngồi mỗi ngày để bát chừng 2 vị 3 vị sư đâu, nhưng mà người ta làm thường xuyên rồi đó, nó gọi là achin nó cầm á, làm thường xuyên lặp đi lặp lại, cái phước nó rất là nhiều. Nó mình đừng nghĩ cái đấy, bởi vì nghĩa là lỗ nhỏ có thể làm đắm tàu lớn như thế nào, thì từng giọt nước nó cũng có thể làm đầy trên ly như thường. Thì làm thế nào để mình có thể làm liên tục cái thiện pháp mà đừng bao giờ nghĩ rằng thiện pháp nó nhỏ cả. Nghe lúc nào mà cái tâm mình suy nghĩ, cái miệng mình nói ra thì, hay là cái thân mình hành động gì ráng gắn với cái thiện pháp đó, thì bất cứ việc gì cũng nên làm đó. Thì mình ở gần chùa thì tốt nhất là vậy đó. Bây giờ chư tăng ở Nam thì nha, chúng tôi gặp một số vị hồi chúng tôi còn ở Thái ở Miến Điện, là nó giờ đi thì mình đều khó khăn, ngoài trừ ở dưới vùng của mấy vị sư Việt gốc Miên thì còn có thể làm được, chứ còn ở như Sài Gòn đâu này kia sùm nó rất là phiền là phức. Thì mình nếu mà có thân nhân hay là ở gần đó đó, nhưng mình cái làm phước 30 ngày mỗi ngày phần cơm 2 phần cơm nhưng cũng được đấy đâu, không hao gì đó, nhưng mà làm phước liên tục cái tâm mình nó có năng lực rồi, nó thuần thục trong cái việc mà mình làm phước. Chứ còn đợi lâu có đấy để kêu xong cái chuyện đó, chúng tôi thấy có vô phiền, bởi vì mình không chắc mình sống ngày mai, chứ đừng nói 2 tuần nữa mới đi. Nam mô Bụt Thầy, giá dạ sa thú đành thai, còn thành kính tri ân câu giải đáp của ngài rất là nhiều luôn. Dạ, tại vì lúc nãy con nghe ngài giải thích rồi nghe Huynh Minh Tâm hỏi, con trong lòng con rất là ái ngại. Tại vì ví dụ
như này là thực tế luôn. Ví dụ như ở chùa Đức đi, bề ngoài thì mình nhìn thấy rất là sung túc, rất là nhiều vị cúng kiến này kia nọ, nhưng thực chất á, có những vị sư và có những vị sư thì rất là thiếu thốn. Và đâu phải nhìn thấy bề ngoài cái chùa nhiều người cúng những hội như vậy mà những vị sư đầy đủ đâu. Và cũng có nhiều vị thậm chí bệnh không có tiền uống thuốc, mà mình mà không nghĩ tới cái chuyện cúng dường những cái chùa ở gần mà phải đi tuốt ở xa, thì đi thì không có cơ hội, thì kể như rồi xong, con nghĩ là mình không còn có dịp tạo phước nữa. Con tri ân ngài rất là nhiều. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, con chào cô Biển Vi Nhân. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh một lần nữa kính mời đạo tràng, mời những bàn tay và mời những câu hỏi của quý vị ạ. Nam Mô Bích Tha. Dạ. Dạ, Vinh Kinh ơi, Nhật Quỳnh không thấy câu hỏi, cũng không thấy bàn tay. À, bây giờ Vinh Kinh cứu Nhật Quỳnh đi, Vinh Kinh. Dạ, Vinh Kinh vào nãy giờ cũng lâu rồi. Rồi, xa thú, dạ, mời bàn tay Vinh Kinh nha. Dạ, Nam Mô Bích Tha dạ, Nam Mô Tham Mà dạ, Nam Mô Sàng Khai dạ. Dạ, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, xin kính chào tất cả quý vị. Thấy hôm nay room cũng đông quá, để cho quý vị hỏi giờ lên hỏi hết nha. À, thì để giờ hỏi vòng vòng rồi giờ còn cũng tỉnh hỏi sư đi trở về với lại hơi thở. À, thì kính thưa sư, khi nói tới hơi thở thì có người nó có khi mình thở vào thở ra nó có liên hệ đến tứ đại. À, tứ đại là đất nước lửa gió. Thì theo như cái vấn đề hơi thở vào thở ra như vậy, con cũng thỉnh sư Quan Hỷ giải thích cái tứ đại nó nằm ở chỗ nào ở trong cái hơi thở thôi. À, mà tứ đại có thể sanh khởi một mình có thể biết được lúc bốn đại hay không, hay là như thế nào. À, con cũng thỉnh sư Quan Hỷ giải thích về vấn đề hơi thở liên hệ với tứ đại. Dạ, Nam Mô Bổn Sư. Mô Bức Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả. Kính thưa chư quý vị, mình chỉ biết khả năng biết một chứ không thể khẳng biết hai ba gì đó. Bởi vì cái chủng sắc nó phát sinh tối thiểu nó có 8, tức là quý ni phô khá rút 8 cái lời đó mình không biết. Còn hơi thở là tùy theo mình dựa vào đâu để mình thấy thực tính pháp mà liên quan tới hơi thở. Chứ không, chưa chắc hơi thở là thực tính pháp, chưa chắc. Dù rằng hơi thở nó phát sinh do tất cả hình như là 75 loại tâm này vậy, nhưng mà tùy theo cách của mình. Ví dụ cái người hành thiền chỉ thì nói thở vô dài thở ra dài, cái đó là nói thiền là không đúng, cái đó là chỉ tập niệm thôi. Bởi vì khi mình nói thở vô dài thở ra dài, cái đó là chế định pháp chứ không phải là thực tính pháp. Mà cái chế định pháp nó vô nó làm gì thì mình, ví dụ mình quan sát được cái xúc hay quan sát được cái gì khác đó, thì cái lúc đó mới bắt đầu là atabi sammachano satima đó, tức là ba cái loại đó nó mới vô được. Chứ còn giờ mình cái tập niệm thở vô dài biết thở ra dài biết thể biết này kia xong biết nó biết cái gì, tại sao biết nó dài, chúng tôi nói từng rồi, tại sao biết nó dài, biết dài là gì, cái niệm nó nằm trong hơi thở lâu. Cái niệm nó biết hơi thở lâu thì cái đó dài, nhưng mà mình không thể nào biết liền trong lúc đó được, bởi vì mình đang quan sát cái gì đó chứ mình không quan sát cái sự dài ngắn được. Bởi quan sát cái sự dài ngắn, mình nói tới dài tới nói tới ngắn nó phải có sự so sánh thì mới biết cái nào dài cái nào ngắn. Nên nhờ vừa hít vô thở ra đó mà một thời gian sau cái kinh nghiệm của người hành cái đó thì mới biết nó như thế nào. Chứ còn khi không mình thở ra một cái rồi mình nó thở ra dài chưa bao giờ đâu biết nó dài, nghe không? Đó, nó có nhiều cái chuyện rất là nhiều ghê chứ không phải không. Bởi vì cái hơi thở là nó tới 5 chuyện để nói rằng chuyện nói liên quan tới khi mà nói thiền là nó có 4-5 cách, thì thiền chỉ nó có 4-5 cách khác nhau nữa, đếm hay là quan sát cái gì đó, cái đó trong Thanh Tịnh Đạo nói rất là rõ. Còn nếu mà trong về phương diện thiền minh sát thì tùy theo, có thể quán thân bằng hơi thở cũng được, nhưng mà không phải lấy hơi thở để quán thân. Mà dùng cái đó để mình cái hơi thở nó xúc chỗ nào đó thì mình quan sát cái xúc như vậy đó. Mình chỉ cần để cái chỗ tiếp xúc thôi chứ mình không cần đi theo hơi thở gì đó. Nhưng tại sao mình biết nó dài,
tại vì biết xúc nó lâu hay là nó cái lúc vô đó thì cái tiền mình ở đó lâu, cái niệm ra nó ở ít thì mình dựa vào cái tuổi thọ cái niệm đó chứ, dù rằng nó cũng sát na nhưng mà nó liên tục trong những cái độ đền tâm tổng tổng này kia không sao nên mình mới biết cái đó chứ làm sao ấy được. Còn không thôi mình dùng hơi thở thì mình vẫn niệm, nghĩa là vẫn nhìn cái xúc cái gì như bình thường thôi, nhưng mà cái người mình nó thoải mái nó phát sinh cái gì đó thì mình có thể biết cái đó hay cái gì chứ. Mình hành hơi thở có lúc mình cũng phóng tâm, niệm phóng tâm tại vì mình niệm phóng à, phóng à chi cái phóng đó mình biết nó là cái gì chứ. Tâm có tham có sân có si biết cái chỗ đó thì sao không biết, mà để biết rồi phóng à là chi vậy phải không? Thì thật ra chúng tôi nhiều khi ngộn hiểu tại sao nó phóng này, biết nó phóng này phải biết cái tâm lúc đó nó là cái gì chứ tại sao cái niệm phóng mà chi cho chế định nó chen vô vậy, phải không? Nó tùy theo nở cái chỗ nào, cái khả năng của mình như thế nào, cá tính mình như thế nào thì mình có thể mình dùng hơi thở đó, hơi thở để quan sát theo cái foundation của nó thôi, chứ không phải là mình niệm hơi thở rồi phải nhất đến phải nhìn hơi thở. Nhìn hơi thở là không có được, ngay cả mình cái hơi thở của mình có nhiều cái chỗ nó đi theo vô tới bụng tới gì đâu biết, nói cái đó là không có đúng, rất là sai sự thật. Thì chúng tôi có thí dụ cái cưa cũng vậy đó, quý vị đừng có đi theo cái cưa tới luôn, quý vị đi nhân con mắt mà chạy tới chạy lui theo cái cưa vậy là còn biết cái gì nữa. Đó, chỉ để cái điểm tiếp xúc của một cái vết nhọn của cái trong lưỡi cưa, cái vết nhọn nào thì tiếp xúc nhìn chỗ đó, nó đi qua kệ nó cũng cứ nhìn cái chỗ đó mà thôi, cái chỗ tiếp xúc đó thôi, rồi mình sẽ thấy đầu đuôi giữa gì hết, chứ không phải đợi cái đó. Nó có những cái rồi mình nên tập cho nó kỹ, quan sát cho nó kỹ để rồi ông thiền sư cũng sẽ chỉ cho mình, tại vì khi mình trình pháp ông biết cái đó là cái loại nào, cái đó là lạc vô thiền chỉ thiền quán gì chứ hay là sao gì đó thì ông thiền sư cũng sẽ giải thích rất rõ ràng. Thì còn bây giờ quý vị hỏi chung giống như Huỳnh Kinh chúng tôi nói là tôi không biết được đâu trả lời, bây giờ nó phải biết cái chỗ đó này là như thế nào thì mới có thể dùng kinh điển để giải thích được. Nam mô Bích Thầy. Dạ xa thấu xa thấu và kính trang sư. Như vậy thì sư nói là khi mà mình người mà thở vào thở ra và biết dài là do có cái niệm ghi nhận cái sự xúc, càng lâu thì coi như là thở dài. Thì bây giờ Phật tử đa số là thuộc loại siêu sao không, thuộc loại siêu cơ không, phải nói ví dụ như là phóng vật là phải niệm là phóng ngà nghe không. Nhưng mà giờ theo như vấn đề đó thì khi mà mình hít vào thì cái sự xúc người ta có thể niệm được không, chứ có thể niệm mình xúc dài niệm cái sự xúc nó kéo dài được. Chẳng hạn như hít vô cái niệm hít thở ra, cái niệm thở theo cái hơi thở dạ. Thì như vậy có phải là mình đang có an trú cái chánh niệm được dài theo hơi thở, ngắn theo hơi thở không ạ? Dạ, con cũng tỉnh sư. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tông, dạ kính thưa chư quý vị. Cái đó là đi con đường khác rồi. Chúng tôi thí dụ vậy để chúng tôi trở lại vấn đề này. Thí dụ như bây giờ mình đang ngồi mình tê, ông thầy sư cũng dạy niệm tê à, cái mình niệm tê à thì mình hết tê, cảm thấy hết tê chứ tê đâu chắc không hết đâu. Tại sao cảm thấy hết tê? Tại vì cái tâm mình nó có cái đối tượng là tê đây rồi, thì nó lấy cái lộ trình tâm nào mà nó nhìn vô cái chỗ đau, phải không? Đó. Thành ra khi mình niệm vậy tức là mình lừa cái lộ trình tâm mình cho nó chạy ra cái chế định pháp để nó quên cái chỗ đau, chứ không phải là niệm mình hết đau. Thì cái trường hợp này cũng vậy, khi cái niệm mình ở đó nó còn cái niệm thì mình chỉ biết được cái niệm sau khi mình thở hết một hai hơi thì mình mới biết được chứ. Bởi vì chúng tôi nói là muốn biết dài dẳng nó phải có sự so sánh. À, mà điều người ta nói vậy để cho mình biết là để cho mình giống như là mình tạo, nghĩa là ông thầy sư ông khuyên mình nên có niệm liên tục trong hơi thở. Nhưng mà nói nhiều khi người ta nghe người ta không hiểu, nó nói dài thở dài biết thở dài thở ngắn để chứng tỏ hơi thở, cái niệm thì theo hơi thở nó lâu hay mau,
rồi mình cứ mình theo đó, rồi mình không hiểu cái ý của ông thiền sư, mình đeo làm hoài nó thành chuyện khác là như vậy. Đó, ví dụ điển hình cái là mình bị tê, mình niệm tê à thì nó cảm thấy nó hết tê, rồi khen ông thiền sư hay, ông chỉ tôi làm hết tê, làm sao hết tê được. Nhưng mà cái lộ trình tâm nó có cái đối tượng khác rồi thì nó phải buông cái đối tượng cũ chứ, làm sao mà một lộ trình tâm mà cho nó nắm được hai đối tượng, phải không? Nó mô với tài á. À, xà thú, dạ, kính chào nghe thượng tọa Lưu Tông. À, thì quả thật như vậy, chúng ta thường hay bị rơi vào trong những cái trường hợp coi như là mình tự đánh lừa mình. Rồi, vậy thưa như vậy thì còn cái vấn đề mà quán tử thi đó thôi sư. Thì trong cái kinh Tứ Niệm Xứ cũng có dạy mình quán về tử thi. À, nhưng mà thời bây giờ thì cái vấn đề này cũng khó mà thực hiện được vấn đề này. À, thì như vậy mình có thể ứng dụng bằng cách quán tử thi là mình lên internet, mình lấy những cái hình tử thi ra, mình ngồi mình quán. Thì như vậy nó có phải là đúng với theo cái quán thực bên ngoài hay không ạ? À? Và có thể sử dụng được trong cái vấn đề tu tập không ạ? Dạ, con cũng thỉnh sư. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Cái đó thì không có lợi ích gì ở đây Quỳnh ơi. Thường thường đó, tại sao những bệnh viện người ta nhận xác chết là vậy đó. Ở bên Mỹ chúng tôi không biết, nhưng bên Thái đó, mấy cái bệnh viện mà nó nhận đó là nó để nguyên vậy đó. À, tùy theo cái gì đó cho bao lâu, chứ người ta không có cho lâu, là những người ta không có cho lâu. Khi nào mà cần cho lâu thì nó mới bỏ vô nước, cái nước gì của nó thấy để mình lần đó đó. Nhưng mà khi mà nó bỏ vô nước rồi, dần mình nhìn cái xác chết ngoài hai cái nó khác nhau 100% luôn Quỳnh. Con mắt mình á, chứ đừng nói vậy đó. Thành ra cái chuyện mà qua hình qua đồ là bảo đảm nhìn rồi không thấy vậy đó, không có thấy. Nghĩa còn mình nhìn ngay xác chết mình thấy, nghĩa là giờ trước giờ sau nó khác nhau rồi. Ra bây giờ mình ra mình đứng dòm cái mình đi kinh hành dòm mình trở lần dòm nó đã khác rồi. À, cái da của nó hay là cái những trạng thái của nó khác rồi. Thành ra đó lý do tại sao người ta mới biểu mình nên có những cái chỗ mà ở bên Thái đó nó có cái chỗ để đi qua xác chết là vậy đó. Nghĩa là nhưng mà thật sự ra đó nó quay cái người nào mà yếu con dưới chút là dồn cái là bảo đảm siêu sẽ giỡn nó xác chết bình thường nó nằm về đó. Mình tưởng tại bên mình đi mấy đám ma mình thấy nó trang trên điểm nó làm đồ này kia lại rém cho người ngủ chứ ở sức mấy cái gì thứ thiệt mà nó nằm đó là bảo đảm quýnh dòm nó quýnh rùng rợn như lắm. Thành ra đó lý do là nếu mà đem hình ra thì chắc không có kết quả nhiều đâu. Ngay cả mình vô trong cái chỗ nhà xác mình dòm nó là nó đã khác, ở bên Mỹ nó khác rồi. Nó làm giống nhầm ngủ rồi, nó sơn sửa này kia hết rồi, chứ nó không ấy. Trời ơi, cái xác thiệt là nó khủng khiếp kỳ lắm, chứ nó không có giống như vậy đâu. À, chúng tôi xưa cũng làm trời đi tập mấy lần sau này không dám nữa. Đào đạo chơi đó, rồi đi coi đó thiêu sống, thiêu xác là vậy đó, cũng vậy đó. Cả tuần lễ nhắm mắt là thấy nó đưa tài đưa cẳng giống như kể cho quý vị nghe. Rồi sao này không chơi mấy cái đó nữa. Khi mới gác cho nó chắc ăn nó rùng rợn lắm. Thành ra thường thường nếu quên đem hình ra thì không có lẽ gì đó. Nam mô Bụt Thầy á. À, sao à, kính trời thường tại Lưu Tông. À, quý vị có hỏi gì thì cứ giơ tay hoặc là text chat lên nha. À, để bỏ thời gian trống thì cũng ổn. À, chúng tôi cứ hỏi ngài Lưu Tông liên tục để quý vị có suy nghĩ là lương theo vấn đề để đặt câu hỏi, có gì cứ giơ tay rồi chúng tôi nhường mic là liền. À, để em thôi mất công nó giữ lâu quá cũng kỳ. À, thì để cung thỉnh hỏi sư về vấn đề mà thiền, liên hệ đến vụ thiền trong kinh thì Đức Phật thường hay dạy là ly dục ly ác bất thiện pháp mà chứng trú và chứng và trú và sơ thiền nhị thiền vân vân. Thì thưa sư, thì vấn đề này mình phải nên hiểu như thế nào, là phải ly dục trước, ly ác bất thiện pháp trước rồi mới tu thiền mới chứng đắc được, hay là khi mà đắc thiền thì tự nhiên nó sẽ được cái sát ma tâm nó sẽ tự động, nó sẽ ly dục ly ác bất thiện pháp. À, theo những vấn đề này sư Quan Hỷ trình bày để cho Phật tử được hiểu.
chúng ta phải như thế nào mới có thể thành được vấn đề này. Dạ, con cũng vấn đề. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị, mình phải ly dục trước. Chứ làm sao còn cái chuyện của đắc thiện ly dục, cái chuyện đó là chuyện khác. Mà khi đắc thiện ly dục cái đó, đó trong ba ly nó gọi là tạ thân khá bà hả ná, có chỗ gọi là tạ thân khá niếp bà ná, tức là diệt dục một tạm thời, cái đó là cái quả rồi. Còn cái mà mình ly dục trước khi mình hạ thủ công phu, cái đó là mình tạo cái nhân ly dục bằng cách là mình luôn luôn mình đề phòng cái tâm mình. Khi mắt tai mũi lưỡi thân ý mà nó có cái gì vô là phải đề phòng cái tâm, biết ngay cái chỗ đó mới tính cái chuyện khác. Mà biết chưa được thì bảo đảm vô là từ phóng tới phóng mà thôi. Đó. Thành ra cái mà ly dục trước để làm đó, cái đó là quả nhân. Còn cái mà đắc thiền mà ly dục, cái đó là cái quả của cái pháp thiền, cái quả của cái pháp đắc của mình. Hai cái khác nhau. Thành ra ly dục mà khi đắc thiền rồi đó, nó có tiếng bà ly đàng hoàng. Để rõ ràng là tà thân khá bà ná, nhưng mà cũng có chỗ như tôi nói tà thân khá niết bà ná. Thành ra niết bàn thì chỉ 4-5 loại, là tùy theo cách mình đè đó, đè cái chỗ đó đó. Thiền là nó chặt cái do cái chi, những cái chi thiền nó làm cho cái đó không có còn cái khả năng mà trội lên nữa trong khoảng thời gian cho tới khi nào thiền mình bị hoại mà thôi. Nó lâu hơn. Còn cái mà mình ly dục để mình hành thiền đó, nghĩa là chút xíu là nó trở lại, chút xíu lại là nó giống như là bắt cóc thôi. Nhưng mà mình phải cố gắng mình đề phòng cái tâm mình để cho những cái đó nó đừng khởi sanh, để mình mới có thể cái tâm mình nó mới có thể nó an trú trong cái đối tượng, để nó đi đưa tới cái sự chứng đắc về sau. Nó mô cái thầy giá. À, xa thú, dạ, kính thưa Đường Tổ Lý Tông. Dạ, quý vị dân hoa cúng dường Đường Tổ Lý Tông quý vị. À, xa thú. Thì kính thưa sư, trong cái vấn đề mà thiền này cũng nhiều thứ, nhiều khê lắm. À, khi mà thiền thì nó có thường thường là nó có liên hệ đến vấn đề thông. À, giống như thần thông chẳng hạn. Thì trong cái vấn đề thần thông có cái mà thần túc thông đó thôi. Tức là một người đắc thiền xong, chuyển qua thông xong, họ có thể dùng thân mà để xuyên qua tường, đổ thổ, đi trên mặt nước, và biến hóa tùm lum, bằng tay chạm mặt trời con. Thì cái này có vẻ như là nó phản khoa học quá thôi chứ. Bây giờ mình phải giải thích như thế nào? Ví dụ như giờ lấy một cái trường hợp điển hình là đi xuyên qua tường. Bây giờ cái thân mình là thuộc về thô, sắc thô, làm sao thần thông đi xuyên qua tường là đi xuyên như thế nào? Không lẽ giờ mình rã cái thân hết để mà đi xuyên qua tường? À, thì vấn đề này theo như trong chú giải có giải thích như thế nào về vấn đề mà thần túc thông đi xuyên qua tường bằng cách nào không ạ? Dạ, con cũng tỉnh sư quan nghĩ giải thích ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị, mình đi xuyên qua tường được đó là tại mình thiện thần thông với cái một vài cái đây một cái trong thanh tình đạo của đề cập mà chúng tôi không nhớ rõ đấy. Thành ra khi mình muốn đi qua cái đó thì mình ví dụ như khoảng không đi, em khoảng không mà thường quý vị nghe mấy người nói là khoét cái lỗ ở đâu rồi nhìn từ trong ra là cái quán đó đó. Thành dùng cái đề mục đó khi mà mình đắc thiền đắc thông đó, mình dùng cái đề mục đó đó thì mình nhìn vào tường thì tường nó cũng giống như có cái khoảng không đối với cái vị đó mà thôi, chứ không phải đối với người khác, đối với vị đó thôi. Thì cái khoảng không nó đủ để mình đi qua. Hoặc là bây giờ mình muốn đi qua nước thì mình nhìn nước mà với cái đường mục đất thì tự nhiên là nước nó giống như đất. Đó là trong chú giải giải thích gì, mà còn chúng tôi không có đắc gì. Quý vị đừng có tưởng tôi làm bữa nào biểu làm thử mệt đó. Thì đất thì nước nó cứng như đất, đi qua nước như trời là vậy đó. Nó có trong những cái 10 cái biến xứ, rồi mỗi cái biến xứ nó có thể nó thành những cái chuyện để mình có thể mình đi mình biến hóa rồi được vậy đó. Đó là họ giải thích vậy. Chứ còn thật sự thế nào chúng tôi chưa tới đó. Quỳnh hỏi nhiều khi tôi nói ngồi cái nó bậy ngoài, lỡ có ai đắc con này họ nói ông sư để dỗ mệt. Nam mô Bố Thầy, dạ.
Cũng trong trong cái vấn đề thần thông này đó sư, cái mà về thiên nhĩ thông đó sư, thì nghe nói là người mà luyện được thiên nhĩ thông nghe được âm thanh ra tế, nghe được những âm thanh khó mà nghe được. Thì như vậy người đó nghe thì về cái thiên nhĩ thông, có cái chú giải nào nói về cái thiên nhĩ thông này không sư, là nghe bằng bằng lỗ tai, bằng nhĩ căn, hay là nghe bằng một cái loại sắc pháp nào trong trong cái thân này của mình, hay là dùng cái cách nào để mà có thể nghe được những cái âm thanh mà gần như là không thể nghe được, quá xa. Theo sư thì trong cái thiên nhĩ thông này sử dụng bằng cái phương pháp như thế nào? Dạ con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị, cái này thì chúng tôi không thấy trong chú giải, anh ra cũng không có biết, không biết cái trả lời cho chính xác như thế nào, thì mấy cái này tôi mình hỏi chịu chịu để bữa nào để rảnh rảnh hỏi ông nào mà không có ông nghiên cứu mấy cái này cho nó rõ, rồi hỏi gì đó thì chúng tôi mới dám trả lời, chứ về thần thông đồ này kia không dùng. Nó có nhiều chuyện nó giải thích lắm, mình không có rảnh để đọc nhiều. Nam mô Bích Thầy ạ. Xa thứ kính trên từ từ không thì có một cái vấn đề này nữa, con cũng có nghe nói hoặc là có đọc lâu lâu rồi, thì có nghe nói về chư thiên đó, nói chư thiên của dục giới mình nói chuyện bằng ngôn ngữ Bali, thì cái điều này nó có phải xác thực là như vậy hay không ạ? Không biết chư thiên nếu mà nói bằng ngôn ngữ Bali thì bây giờ nếu mà mình cầu nguyện chư thiên, những người Việt Nam mình nói bằng tiếng Việt thì sao chư thiên có hiểu được? Thì như vậy cái vấn đề này con cũng thỉnh sư giải thích, có thật sự là chư thiên sử dụng ngôn ngữ Bali không ạ? Con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bích Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị, bởi vì cái ngôn ngữ Bali theo chú giải là ngôn ngữ của Chakrawala, tức là của vũ trụ mà à. Thành ra tất cả các loại chúng sanh đều có khả năng hết đó, đều có khả năng để nghe, nhưng mà thường thường nghe mấy cái loại khác thì mình không biết, nhưng mà con người đều phải học. Còn ở trên cái các cõi mà ấy đó thì bởi vì mình thấy như thế này rồi, ngay ra trong kinh cũng có đề cập tới đó, như gì đọc về kinh 38 pháp an lành nó thấy không, đều và manu xả đợt kia đó, chư thiên và nhân loại hằng tầm cầu để suy nghĩ đều hạnh phúc, nó thành ra tới bạch với Đức Thế Tôn đó. Hoặc là những cái chuyện mà ngày một ngày mốt khanh la ná, hay là một cái chỗ chuyện ngày ô bạch khuất tạ đó, lâu lâu ngày lên cung trời này kia gặp chư thiên ngày cũng hỏi vậy đó. Thành ra không lẽ ngày hỏi bằng tiếng gì, mấy ngày đó chắc không biết tiếng Anh tiếng U gì đâu, chỉ biết tiếng Magathi tức là tiếng Bali thôi. Mà ngay cả mấy mấy cái chúng sanh ở địa ngục khi mà báo mộng cho vua xứ Cô Xả Lá đó cũng dùng là đu sụ na sổ đó, thì cũng Bali hết em. Nên mình dựa vào kinh điển thì mình có thể mình thấy là tất cả những cái chúng sanh đa số các cõi đều có thể có khả năng thẩm thấu cái điều đó, nghe là nghe. Còn hiểu như thế nào thì thật sự ra mình là phàm nhân, mình ở cõi này mình không biết người ta hiểu thế nào, mình không muốn học muốn chết. Cái cõi người này đó, nó khổ nghĩa là chế định nó nhiều, nên mình phải học về chế định để mình có hiểu được. Nhưng mà cái cõi khác thì cái ngôn ngữ nó không có nhiều chế định. Ví dụ quý vị thấy con cẩu á, con cẩu Mỹ mà nó gặp con cẩu Tây mà nó ngoắc đuôi nhau là nó biết chuyện gì xảy ra liền, là một là nó lại nó quấn quýt nhau, hai là nhào vô nó cá táp nhau liền, còn mình là phải nói đã chửi lộn đùng trùng rồi mới quýnh hay là bỏ đi. Nào, nó chân ấy nó biết nó đâu cần học tiếng Mỹ hay tiếng Tây gì đâu đó, thiệt rồi đó. Thành ra những cái chúng sanh đó có lẽ là cái ngôn ngữ nó cũng chỉ có một loại ngôn ngữ thôi, mình đặt tên này tên nọ chứ nó kêu cái âm thanh của nó diễn tả một số cái điều kiện gì đó mà chúng sanh cùng loại nó biết nha. Nhưng mà còn có người muốn biết cái đó đó là phải luyện thần thông rồi này kia mới có thể biết được. Thành ra những cái chuyện mà về vũ trụ nó nhiều khi nhiều chuyện mình không có khả năng để giải thích,
Nhưng mà dựa theo kinh điển là mấy cái ngày đi lên này này kia sùm hay là ngày một người lên ngày xuống địa ngục này hỏi cái gì? Đó, trong kinh này ghi Bali không mình chẳng biết ngài hỏi bằng tiếng gì nữa. Ngài về mới kể nghe thôi này kia sùm đó, thì đó là những cái chuyện mà mình dựa vào kinh điển để mình tin hay không tin là cái chuyện đó tính sao. Nhưng mà họ giải thích thì khi nào người nào đắc thần thông nghe được biết được thì mới giải thích được, chứ còn mình chưa có kinh nghiệm nữa. Chó nó sủa mình không biết nó nói gì, nhưng mà nói với nó nhau rồi nó, một đứa là nó sủa tiếng Mỹ, đứa sủa tiếng Tây, nó cũng hiểu nhau như thường. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, xa thứ xa thứ, dạ kính dân thượng đại Lý Long. Để nói vòng vòng và trả lại vấn đề mà tôi thì kính sư, còn con tỉnh sư còn giải thích về vấn đề đi kinh hành thôi. Bây giờ khi mà mình muốn đi kinh hành, trước tiên mình phải đứng rồi cái mình mới niệm là phải trái thì nó mới khởi động được. Thì như vậy là nếu mà mình niệm phải bước trái bước là mình rơi vô chế định. Thì như vậy thì làm thế nào để trong cái lúc khởi đầu tiên đó là mình vẫn giữ được cái thực tính pháp, mà làm sao mà không có khởi được cái ý mà niệm cái vấn đề phải à trái phải bước trái bước, là nếu mình không niệm gì nó không bước, nó đứng chỗ thì vấn đề này theo ý sư thì mình phải giải thích như thế nào. Dạ con cùng thỉnh sư. Nam mô Bố Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thật sự trong Bali nói rõ ràng nè, sự suy nghĩ sẽ đi phát sanh, rồi sự suy nghĩ đó phát sanh chất gió đó chuyển động, thành ra cái chất gió nó chuyển động đó là mình biết ở đâu là mình nhìn vào sự chuyển động chất gió đó, chứ không phải trái gì cả. Phải trái là chế định của đời để gọi cái đó là chân phải chân trái, không? Nhưng mà trong Bali thì không có. Khi mình cái tâm mình có sự suy nghĩ sẽ bước đi thì nó tích tắc cái sự suy nghĩ nó phát sinh chất gió, và chất gió nó chuyển động, thì cái sự chuyển động chỗ nào đó là mình nhìn vào chỗ đó là đó là đi, chứ không có cái gì khác ngoài cái đó đó. Thành ra mình quan sát cái chuyển động đó thì mình thấy cái chất đó, cái trạng thái chất đó chuyển động, chuyển tại giáo qua vô tha tụ nó chuyển động đó, thì mình vào nhìn vào cái chuyển động đó. Mà khi mình nhìn những động đó mình không có nghĩa là chưa đủ năng chưa ấy đó, thường thường mình nhìn có chuyển động đó mình thấy cái chân nhúc nhích thì mình nói ở chân phải chân trái, chứ thật sự khi mình ở chân phải chân trái thì cái lộ giống như tôi nói nãy đó, lộ trình tâm mình nó nằm đâu, nó đâu còn nằm ở chỗ cái trạng thái chuyển động của chất gió nữa, mà nó lặp đi lặp lại rất đó. Thành ra cái người đi mà niệm mới đi mà mới hiểu bắt niệm niệm đó, thường thường người đó đi không có dẫn, bởi vì sự suy nghĩ sẽ đi phát sanh, rồi cái sự suy nghĩ sẽ niệm phát sanh, nó là một luật tròn, nó bao nhiêu cái lỗ định tâm mà nó cái nó thay phiên nhau và nó làm việc của nó. Anh ra khi mà niệm vậy đó càng dễ té nữa, chứ không phải gì. Thành ra mấy ngày mới bắt đi chậm là vậy đó. Nhưng mà thật sự trong kinh điển của nó đi chậm, nó đi làm thế nào để cái tâm mình có khả năng quan sát cái chuyển động đó mà thôi, chứ không có nói quan sát bước trái bước phải vậy đó, quan sát sự chuyển động đó mà thôi. Nhưng mà sự chuyển động đó mình khi bên thí dụ mình nói chỗ bên phải chân phải chuyển động thì mình nhìn vào sự chuyển động đó mình chẳng cần phải biết bên trái bên phải vậy đó, bởi mình quan sát là quan sát cái sự chuyển động đó, quan sát cho tới khi cái chân mình chạm đất nó chấm dứt cái đó thì mình cái tâm suy nghĩ sẽ đi phát sanh, nó liên tục vậy mà đó. Cái điều kiện của cái chân thì cái chân trái cái chân kia nó phải dở chứ, còn cái chân kia nằm phía sau nó phải dở chứ, cái chân kia nó không dở để cái chân bưa mới để xuống dở à. Cái đó chắc là ở trục bệnh viện dở Biên Hòa quá, nghe không? Cái đó là nó automatic, nó trình diện cho mình thấy để mình quan sát, chứ mình không đặt tên nó. Anh nhớ cái chuyện đó, đối tượng đó là nó automatic, nó đưa cái mặt cái nó ra cho mình thấy để mình quan sát, chứ không phải là mình kêu nó ra để mình nhìn. Nó cái chuyện chưa hết mà mặt bước à chân bước à, đó mình kêu nó ra để cho mình làm chuyện thao lao, thấy không? Chỉ cần biết nhìn cái tâm mình trước, nhìn tâm là tâm cái lúc đó nó có cái gì.
Mà trong những cái đường thiền khó đó, khi mà cái tâm lúc đó mà nó, nghĩa là mình nhìn trạng thái tâm mà mình biết, nghĩa là cái người mà giỏi về từ quán tâm mà thấy cái đó mà nó là ác pháp là họ cũng ngừng chỗ đó, chứ họ không có, dầu không có nhúng nhích cái chân. Bởi vì nhúng nhích cái đó là nó đi với cái một trong 12 tâm bất thiện đâu có được. Nhưng mà mình thì chưa tới trình độ đâu, thành ra mình cứ đi bước đi, mình cứ vừa nghĩ là sẽ bước thì cái sự chuyển động là mình nhìn vô đó liền, cho để cho nó đừng có biết cái chân trái chân phải, chứ mình nhìn chậm là biết chân trái chân phải liền. Nam mô Bích Thà vậy. Dạ, xa thú, xa thú, kính thượng tọa Lý Tông. Theo như cái cách trình bày của sư thì bây giờ là bước đi là ý muốn bước rồi cái bắt đầu cái chất gió nó phát sanh. Nhưng mà có một số người, người ta nói là cái chất gió nó phát sanh xong rồi khi mà giơ cái chân lên rồi chất gió đẩy cái chân đi, như vậy là khi mà bước xuống thì nó nặng. Thì người ta cho rằng khi nó bước khi cái cảm giác mà nặng như vậy nó không phải là gió nữa mà nó lại là nước, bởi vì nước quanh hướng chảy xuống nặng. Thì theo cái quan điểm này thì theo như sư thì trong một cái bước chân như vậy nó có những cái vấn đề khác như vậy, thì sư giải thích như thế nào ạ? Con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Gia, kính thưa chư quý vị. Cái tâm mình đang nhìn ở trong cái trạng thái di chuyển của chất gió, mình biết nặng tới cái tâm mình nó phóng rồi. Dễ hồn, dễ hờn về câu hỏi nữa. Cái tâm nó phóng rồi, nó phóng ra khỏi sự chuyển động của chất gió rồi, thì nó mới biết nặng nhẹ chứ. Chuyển động làm gì có nặng nhẹ. Để quan sát trạng thái chuyển động của chất gió là gì có chạy nặng nhẹ đó. Nhưng mà khi nó biết rõ nặng nhẹ với cái tâm nó phóng rồi, nó phóng qua chuyện khác chứ gì đó. Thật ra cái đó là làm sai rồi, làm sai cái quan sát cái bước đi rồi đó. Đi cái này, đi là đi chứ đi mà còn biết nặng nhẹ nữa. Cái người đó chắc là đang biểu diễn song song thông đó, một cái thông biết đi còn cái thông biết nặng nó nhẹ, cái đó là sai rồi đây Quỳnh. Nó mô cái thai á. Dạ, xa thú, xa thú. Bởi vì vấn đề đó nó có phát sanh rất là nhiều người có cái vấn đề nó xảy ra như vậy, bước trong những cái bước đi như vậy. Rồi khi mà người ta đặt chân xuống thôi, bước chân đụng xuống đất cái là nó cứng là người ta biết nó là đất, thì nó lại là có những cái vấn đề nó phát sanh. Người ta cho nó là đúng là pháp, bởi vì nó cũng là pháp thực tính. Nó là đất, nước, lửa, gió, nó đều phát sanh trong một bước đi đó. Thì vấn đề này nếu mà sư nói người đó phóng dật như vậy thì như vậy người ta có vẫn nắm được pháp, mà thực tính pháp mà sư, thì mình nên hiểu như thế nào? Dạ, con cũng lĩnh sư trở lại giải thích rõ hơn. Dạ, Nam mô Bụt Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Gia, kính thưa quý vị. Người đó có thấy thế thực tính pháp nhưng người đó không thể tiến bộ được. Bởi vì cái tệ thứ nhất là thấy danh sắc, tệ thứ hai là thấy nhân duyên của danh sắc. Thì cái trạng thái chuyển động nó có nhân duyên là cái tâm của nó, cái tâm suy nghĩ sẽ chuyển động, thì cái tâm suy nghĩ nó phát sinh chất gió. Còn bây giờ cái tâm nó đâu có suy nghĩ cái nặng nhẹ đâu. Tức là nếu mình cho rằng cái đó nó cũng thấy được pháp nhưng là không thấy nhân duyên để làm cho cái thực tướng pháp nó phát sanh thì mình đâu đi xa được, phải không? Mình muốn đi xa là phải thấy từng cái đó. Mình đang quan sát cái chất gió mà tự nhiên là nó vô đất, đất nước, lửa, gió, lửa rồi cái gì nữa anh chi vậy. Tức là cái tâm mình nó nhanh quá, mình theo không kịp rồi mình nằm nó nói cho vui chứ cái đó là nó không đúng. Nó mô cái thai chứ. Dạ, xa thứ, xa thứ. Dạ, quý vị có nắm được ý của sư nói chỗ này mà chỗ này nó cũng hơi rắc rối chi tiết chút xíu đó mình. Quý vị có nắm được không ạ? À thì để trả lại cái vấn đề mà đi kinh hành đó thôi sư. Xin Nhật Quỳnh cũng chưa hiểu cái này chỉ một bước đi thôi mà nó quá rắc rối. Thì nếu mà mình không nắm được, không có mổ xẻ ra được cái vấn đề này thì cái sự mà tu tập mà đi kinh hành của mình đó, trở nên giống như là muối bỏ biển, nó vô ích. Thì cùng thỉnh sư Quan Hệ giải thích tường tận chi tiết và chút xíu để cho Phật tử luyện một bước đi một thôi.
một đi với chánh niệm tỉnh giác, thấy rõ các pháp đúng như nó là như thế nào, thì con cũng thỉnh sự giải thích ạ. Nam mô Bụt Thầy và kính bạch chư tôn hiền và kính thưa chư quý vị, thì mình cứ dựa vào Bali là mình làm từ từ biết liền gì đâu, nhưng sự suy nghĩ sẽ đi phát sanh, có thể mình nhìn cái đó không kịp, nhìn cái tâm nó không kịp, nhưng mà sự suy nghĩ phát sanh chất gió chuyển động, thì khi mà phát sanh gió là mật độ mình nhìn vô cái đó nó động mới nhanh lắm, từ cái lúc phát sanh chất gió chuyển động nhanh lắm, thì mình chỉ quan sát cái sự chuyển đó mà thôi, đó. Mà sáng sự chuyển động cho tới khi nó đụng cái thì sự chuyển động nó vẫn còn chứ không phải là không còn. Nhưng mà khi mà tại vì mình có là mình đi mạnh hay đi sao hay là ấy gì cái sự đụng chạm nó mạnh hơn là nó giật cái sự quan sát của mình qua chỗ khác. Mà khi nó giật vô qua chỗ khác là tức là cái niệm định mình nó không có nhiều năng lực nó mới bị vậy. Thành ra khi mình vừa cái chân vừa chạm vào cái tâm mình nó là suy nghĩ cái khác liền là tôi suy nghĩ sẽ bước 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 nữa, thì bước nữa đó nếu mình đừng để cái tâm trong cái chân đã vừa bước xuống đó mình để thì cái sự chấn động nó nằm phía sau thì mình phải quan sát bắt cho nhanh cho trúng cái đó được đó. Thì khi mình cả hai chân mà bước vậy đó thì mình cứ quan sát phải liên tục thì chỉ thấy cái sự chuyển động mà thôi. Thế làm sao thấy được đấy được, thấy bên trái bên phải còn thấy không được, em nói sự chuyển động đó. Nhưng mà khi mình đi đều nha, có tâm mình ở trong cái trạng thái chuyển động rồi đó thì mấy cái khác nó không có chen vô được, ngoại trừ mình bị phóng tâm như tôi nói mà thôi đó. Thì về tập thử rồi biết liền, ý để ý chỉ quan sát, nghĩa là bắt cho dính cái chuyển động đó mà thôi, chứ đừng để cái tâm mình nó lỏng lẻo cái mấy ngày dở bước đạp đá đụng té ngã gì em sùng nó chi vậy, cái đó toàn là chế định pháp rồi không, mình vô mình thành thiền minh sát và tâm từ đầu tới đuôi toàn là chế định không là mất thì giờ mình không phải à, phải không? Quan sát cái đó tập cho nó quen để cái tâm mình nó có đầy đủ năng lực rồi lúc đó muốn làm gì làm, còn tâm mình nó chưa đủ năng lực mình bắt chưa rõ cái đối tượng là sự chuyển động chất gió thì không nên để cái gì khác cả. Nam mô Bụt Thầy á. À, xa thú dạ, kính thưa mừng tội lý tông à, coi vậy chứ khó lắm sư ơi. Thấy đơn giản như khó à, biết quý vị thấy sao, chứ tôi thấy không có chuyện đùa. Có một bước đi rồi phải chuyện dễ mà bắt được cái gì đó. Thì giờ trường hợp mà người ta chưa có bắt được cái chuyển động đó tôi xin, bây giờ tôi tập niệm là phải à và trái à phải à, tập như vậy thì theo con thấy vấn đề như này có một số cái vấn đề, nếu mà niệm như vậy hoài đó thì lâu ngày cái niệm nó đi vô trong phần nội tâm của mình thì nó có thể làm cho cái đầu mình nó bị có thể nhiều khi trở nên tự kỷ, lúc nào cũng bị ám ảnh cái phải à trái à phải à đấy mà. Thì như vậy nó có ảnh hưởng gì tới cho cái đời sống tu học không sư? À, nếu mình cứ niệm kiểu đó. À, con thấy nhiều người đi về nhà đó, có nhiều người về nhà cũng vậy, cũng về nhà sống cũng đi cái đó. Rề rề phải à, trái à, niệm giống như bị khùng. À, con tỉnh sư quan hỷ giải thích vấn đề này như thế nào ạ? Nam mô Bụt Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nếu mình làm mà mình không có thường thường trong trường thiền á, chúng tôi thấy họ bắt ngưng chứ họ không có để cho làm liên tục lâu đó. Còn nếu mà mình đã dính mắc mình làm liên tục lâu rồi đó, thứ nhất cái pháp hành nó không có thay đổi, cái thứ hai cái tâm mình nó có thể nó bị cái trục trặc gì đó rất là nguy hiểm, chứ không phải dễ như là mình tưởng đâu. Bởi vì khi mà mình niệm mà một trong bước chân mà dở bước đạp gì em xong đó, nghĩa là cái tâm mình nó thay đổi liên đối tượng liên tục, đối tượng là chỉ thay đổi đối tượng liên tục, thay đổi đối tượng liên tục thì làm sao mà cái định của mình nó phát sanh được đó. Mà thay đổi liên tục trong chế định pháp chứ đâu phải trong thực tính pháp đâu. Thành ra mình nên tập quan sát cái sự chuyển động của chất gió, tức là nghĩa là mình khi nào mình nhìn mình thấy được cái sự chuyển động đó, mình biết liền à,
là cái tâm mình nó không còn chân, không còn trái, không còn phải, còn dở, không còn bước, không còn đạp, thì mình mới thấy được thượng tính pháp. Chứ còn mình còn thấy dở bước đạp rồi trái phải gì trùm là chân chưa thấy được tịnh tính pháp. Mà không thấy được tịnh tính pháp thì đi hoài cũng như không, giống như người thường đi thôi, chứ không phải là thiền giả nữa. À, đó là cái nguy hiểm đi về đó. Nam mô Bích Thà Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Cực Sinh Nam Sinh Nữ trong đầu tràng. Tất cả phước báo phát sinh do sự pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy là mới dừng lành để có thể chấm dứt các pháp ngủ nằm nơi tâm. Cô quý vị, Nam Mô Bích Thà Giá, Nam Mô Thầm Mai Giá, Nam Mô Sẵn Kha Giá, Nam Mô Rất Tình Á Tây Giá Xạ. Đây có hai ba vị sư còn đây thì nhờ tụng kinh phúc chúc chung, chúng tôi xin rời rung. Nam Mô Bích Thà Giá. Sa thủ rành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liệu Tông đã từ bi giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng để chúng con tiến gần đến giáo pháp của Đức Thế Tôn, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Đến với quý Ngài, nhất là Ngài Liễu Tông, mong rằng phước này trợ duyên quý Ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Dạ, Nhật Bình kính cảm ơn Hoa Nguyệt trận đạo cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức Pháp Trang. Sau khi chúng con sám hối, sau khi thính pháp, chúng con cung thỉnh đại đức Pháp Trang từ bi phúc chúc cho đạo tràng ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không? Bạch sư cho con một tín hiệu ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, sa thú con hành kính tri ân sư. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh để sám hối sau khi thính pháp ạ. Uất tam ang ghe na văn đề ham ba đà phạm sâm qua ruột tam ang buột thể giờ khá lý tổ đô sơ buột thâu khám mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dây chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tam ang ghe na văn đề hằng thầm man được vị thăng và răng thầm mê giờ kali tô đổ sâu thầm mô thầm mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu đầm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sao tội lỗi ấy cho con. Uất tam ang ghe na văn đề hằng sẵn khanh cha du vi thoát tam ang sẵn khê vô khanh đi tổ đô sâu sẵn khô khả mạch tăng mà măng con đem hết đầm thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là thành tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Đạo tràng chúng con đã trang nghiêm, đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Trang từ bi hoan hỷ đăng đàn chúc phúc cho đạo tràng chúng con được toàn đủ phước báo. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính nhân Minh Tránh Sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên chúng con thành kính đảnh lễ ơn đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Bây giờ đây chúng con xin được phép đại diện chư tăng để phúc trúc đến toàn thể chư đạo tràng. Nam mô Bích Tha Giá. Phawatusha pamangalanga kantusha badewatasha papuathana pavena sada soti pavantute phawatusha pamangalanga kantusha badewatam sapathamanu pavena sada soti pavantute phawatusha pamangalanga kantusha badewatam.
Sapasankanupavenasadasati Pavanto te tất cả phước báo hằng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoan trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người người trong gia viên cả thảy. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thay. Dạ ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma ni qua ya ni qua an ta li khe ta tha ca tăng đê và ma nô su vô chi tăng bồ tha na ma sa na su va thi hô tu ya ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma qua ya ni qua an ta li khe ta tha ca tăng đê và ma nô su vô chi tăng tham mang na ma sa na su va thi hô tu ya ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma qua ya ni qua anh ta lịch khai ta tha ca tăng đê qua manu sơ bồ chi tăng sẵn khăn nam ma sa na su qua thì hô hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà định hôm nơi đây xin đồng cùng chúng con cùng làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ đã được chứng nhau chữ thiên cùng nhân loại thường.